tâm lĩnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì dạy hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Minh Thành. Dạ, và tiếp theo chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng ạ. Nam mô Bổn Thầy. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ Tăng chúng. Chư Tôn Đức kính thưa ông quý Phật tử, hôm nay chúng ta học một bài kinh mà ác ma đã đến, nó chỉ dựa vào cái tâm lý của phàm phu, định là sẽ làm khuấy động những hội chúng. Nhưng mà ác ma đã thua, vì Đức Thế Tôn đã biết được đó là ác ma, cho nên Ngài đã đọc lên bài kệ và ác ma đã hối thẹn một tiếng nức. Thưa quý vị, thông thường thì đối với các vị thuyết pháp thì nó có hai cái sự phản ứng từ đời hội chúng. Có người ưa thích nghe, và cũng có người là không quan hỷ nghe. Nếu mà gặp một vị pháp sư bình thường không có khéo kềm tâm, sẽ rơi vào trạng thái dính mắt hội chúng hay là bực mình. Cái trường hợp này rất thường xảy ra đối với những pháp sư bình thường. Pháp ma đã dùng cái tâm lý dễ xúc động đó để nhắc Đức Phật khi Ngài đang thuyết pháp. Thì chúng tôi cũng biết rõ là
đối với Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác. Thì khi mà ngài thuyết pháp độ đời vì cái là bận đối với chúng sanh, thì cái chuyện mà chúng sanh thích hay không thích nghe, thì cái trường hợp đó nó không phải là cái vấn đề làm cho ngài bị dao động. Chỉ có điều là chúng ta phải biết những gì mà chúng sanh thích nghe hay là không thích nghe, nhưng mà những điều đó nó không đúng với chân lý, không liên hệ đến mục đích, không đem lại gì lợi ích, thì ngài không thuyết. Những vấn đề mà chúng sanh thích hay không thích nghe, dầu cho những vấn đề đúng với chân lý nhưng mà không có đưa đến lợi ích, thì ngài cũng không có thuyết. Còn những pháp nào mà liên hệ đến mục đích, đúng với chân lý, liên hệ đến mục đích, liên hệ đến lợi ích, chúng sanh thích nghe, thì ngài sẽ thường xuyên thuyết. Và nếu mà chúng sanh không thích nghe, thì ngài vì cái luật vi mẫn đối với họ, ngài biết tùy thời lúc nào nên thuyết, lúc nào nên nói để cảm hóa họ. Đó là cách thuyết của Đức Phật. Ác ma thì không hiểu được điều này, chỉ dựa vào cái tâm lý của quần chúng mà đến chỉ nhắc Đức Phật, chỉ dạy và nhắc Đức Phật, nhưng mà ác ma đã thất bại. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe chánh kinh, rồi sau đó chúng ta sẽ được nghe thượng tọa Tuệ Quyền giảng sư trong ngày hôm nay sẽ thuyết giảng. Xin kính mời cô tu nữ Tịnh Hạnh đọc cho chánh văn. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân Hòa thượng Tuệ Siêu. Dạ, bài học hôm nay Ma dạy đời Phật, kinh thích hợp Ba Tí Ru Bát Xuất Tăng, chương 4, tương ưng ác ma, phẩm thứ 2. Có những chuyện thường xảy ra, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Thuyết pháp độ sanh luôn luôn có cả hai phản ứng từ kính chúng. Có người ưa thích, cũng có người không hoan hỷ. Nếu vị pháp sư không khéo, sẽ rơi vào trạng thái dính mắc và bực mình với tâm lý kính chúng. Ma đã dùng sự tình này để dạy Phật. Khi ngài đang thuyết pháp, Đức Thế Tôn dĩ nhiên biết rõ mình đang làm gì. Ngài thuyết pháp độ sanh chỉ đơn giản vì lòng thương xót chúng sanh, muốn đem lại lợi lạc cho đời. Phật không có gì mong cầu ở thế gian này, kể cả sự vinh danh ca ngợi. Kinh văn: thuở ấy, Đức Thế Tôn trú ở Kosala, tại một làng Bà La Môn tên là Ekasala. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn đang thuyết với hội chúng cư sĩ đông đảo vây chung quanh. Rồi ác ma suy nghĩ, Sa Môn Gotama đang thuyết với hội chúng đông đảo vây chung quanh, vậy ta hãy đến Sa Môn Gotama và làm mờ loạn hội chúng ấy. Rồi ác ma đi đến Thế Tôn và nói với ngài kệ ngôn không thích hợp cho ngài để hướng dẫn kẻ khác, giữa kẻ ghét người ưa, chớ để bị mắc kẹt. Thế Tôn từ bi Phật thuyết pháp để giáo hóa chúng sanh, giữa kẻ thương người ghét, Như Lai vốn tự tài. Ác ma biết được Thế Tôn đã biết ta, thiện thệ đã biết ta, nên buồn và thất vọng liền biến mất tại chỗ ấy. Thích văn: Nê Tăng Tá Quá Bát Tí Ru Băng, thật không thích hợp cho ngài. Gia Đan Nhá Má Nút Xa Xá Tí, Nút Xa Xá Xí, để huấn thị những người khác. Anurotha Virothe Su, giữa những người ưa thích và không ưa. Masachitho Tadachara, Tadacharanti, chớ để bị kẹt vào giữa. Bậc Hita Nukambi Samputho, bậc đại giác vì lợi ích và thương xót từ bi.
Gia đàm nhá má nú sa sát tí, giáo hóa chúng sanh, anu rô thá, vi rô thê hí, giữa những người kính ngưỡng và người không ưa. Quýt bá mút trô tát tha gát tô, Như Lai giải thoát không vướng bắc. Tích nghĩa, theo sớ giải chữ anu rô thá vi rô thê xú, chỉ cho sự dính mắc và ghét bỏ ra gá bát tí khá. Ý nói là khi một vị thuyết pháp sẽ có những người ấy rất khi một vị thuyết pháp sẽ có những người rất hoan hỷ cảm kích nên sẽ khiến người nói pháp sanh tâm dính mắc. Trái lại, chắc chắn khi một vị thuyết pháp cũng sẽ có những người không ưa thích nên sanh tâm ghét bỏ. Như vậy, vị pháp sư sẽ rơi vào sự thương ghét. Tất nhiên, Đức Phật thuyết pháp với tâm từ bi, Ngài đã vượt khỏi cả hai thương ghét. Tỳ kheo Giác Đẳng biên dịch và biên soạn giáo trình. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con không biết là Thượng Tọa Tuệ Quyền có nghe rõ được tín hiệu của chúng con không ạ? Nếu có thì chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa. Dạ, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng ạ. Nam Mô Bụt Thầy. Kính đến lễ của Thượng Tổ Sư, lễ chư Tôn Đức Thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, Thượng Tọa Tuệ Quyền dường như đang gặp chút trục trặc kỹ thuật. Chúng tôi xin được thay lời của Thượng Tọa để bắt đầu cho buổi giảng ngày hôm nay. Và khi nào Thượng Tọa trở vào không biết được thì chúng ta sẽ đến Thượng Tọa tiếp tục. Ở đây chúng tôi muốn nói lên một điểm là khi chúng ta đi qua phẩm ác ma, ông già thấy Thượng Tọa Tuệ Quyền rồi. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền khoan thị. Dạ. 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 Sa thú con kính tri ân đến Thượng Tọa. Sao không hiểu sao mà cứ vào xong cái nó cứ mất cái màn hình mà vẫn còn nghe tiếng nói. Con phải tắt máy để con lót lại. Dạ. Xin sám hối đến chư tăng và chúng tôi xin có lỗi với gì. Dạ. Xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Bhutan Phakkawantang Apiwade Misuakato Phakkavata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phakkavato Savakasangho Sankhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý tán dương Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nguyện lực Tam Bảo hàng gia hộ đến chư tôn đức tăng như tu nữ cùng chư Phật tử lượng được an lạc trong chánh pháp. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, và thật hôm nay chúng ta học một cái đoạn kinh mà nếu như là những người không có đồng cơ đồng đẳng, dạ đã còn không, dạ đã còn, còn dễ dàng để mà hiểu biết cái tâm ý, tánh ý của người đó, chứ đừng nói chi là ở đây là ma mà dạy đời hay là có cái ý muốn cho Đức Thầy khó chịu, thì quả thật đây là điều mà hết sức là sai lầm. Chúng ta được nghe kinh văn đã đọc. Đức Phật ngài thuyết pháp vì như lời sư phụ từ siêu dạ dạng dẫn á, vì cái lòng thương đời, muốn đem lợi lạc đến cho chúng sinh hay đem đến cho đời. Hay ngày cầu có một cái gì đó hoàn toàn. Bởi vì cái khả năng của Phật, nếu chúng ta hiểu biết được cái giá trị của Phật á, một trong những cái hồng danh của Phật đó là sách Hadewamanusa năng mà thầy cả chư thiên và nhân loại, hay là đấng điều ngự, đấng điều ngự, thì vừa ngài và tâm của người ngài cũng muốn, nếu như ngài muốn cũng được, nhưng điều mà ở đây thật ngài không có cần thiết phải làm như vậy. Quả thật thì khi mà Đức Phật ngài thuyết pháp hội chúng đó,
là đủ duyên, thì không ai có thể mà có thể quậy phá được. Ngay cả cái điều mà sư phụ Từ Siêu nhắc đó, bởi vì chính nói những chúng sinh mà có hữu duyên, mà người ta cái điều mà ngài giảng đúng với chân lý, đưa đến mục đích giải thoát, chắc chắn người đó, chắc chắn lời của ngài giảng là chân lý rồi, mà đưa đến mục đích giải thoát á, thì chúng ta cũng hiểu là đối với những người mà có hữu duyên, mà chính cái tuệ nhãn của chính ngài, ngài đã soi sáng, ngài đã hiểu biết được, thì những người như thế thì chắc chắn rằng ở trong tam giới này không ai có thể ngăn ngại được đối với cái lời giảng của chính ngài. Và cũng vậy, nếu như chúng sinh mà dầu cho có mong muốn tầm cầu, nhưng chỉ muốn nghe Phật ngài giải thích về giảng giải về cuộc đời này như là nhân sinh quan, vũ trụ quan, thì hay hoặc những điều gì mà không đưa đến cái mục đích giải thoát, thì Đức Phật ngài cũng không có nói đâu. Bởi vì cái giới vức của Phật và người đó nó khác nhau rất xa, cho nên ngài không nói. Chúng ta nhớ có một lần mà như ngài Xá Lợi Phất nhìn cái con quạ, ngài quán về cái con quạ tại sao nó xanh như vậy, thì chính Đức Phật ngài đi đến ngài nói đây không phải là lĩnh vực của ngài Xá Lợi Phất. Chúng tôi nhớ như là ngài Xá Lợi Phất hay ngài Kassapa gì đó, cái tư tưởng như vậy đó. Thì chúng ta thấy ngay cả như vậy thì cái giới vức của chúng sinh nó có giới hạn. Thì cũng vậy, Ma Vương nghĩ rằng á, có thể khiến cho hội chúng hay hoặc là hội chúng cái này chắc chắn sẽ có người thích, người có người nghe bằng một cách, tức là bằng cái tâm hướng tâm muốn nghe, và có một số người bằng cách tức là không thích, vân vân. Nhưng Phật thì không quan tâm cái điều mà ác ma nó suy nghĩ, giữa kẻ ghét người ưa, thì thế rằng thế nào những người không ưa Đức Phật ngài cũng buồn khổ. Thì chính Đức Phật ngài trả lời cho ác ma: ta vì từ bi mà ta thuyết pháp để giáo hóa chúng sinh, giữa thương ghét, giữa thương và ghét Như Lai vốn có tự tại, không phải như những chúng sinh hay những vị pháp sư bình thường mà không có cái tâm, có cái tâm kính pháp, có cái tâm thuyết pháp bằng cái tâm tế độ. Thì khi mà nghe cái này cũng gặp thường đó quý vị. Nhiều khi đang giảng như vậy họ không nghe, họ lo họ nói chuyện, hay khi đang giảng như vậy người ta lơ là một chút xíu, thì quả thật thì cái tâm lý pháp sư phải vững chỗ đó, chứ không có nên bực bội hay là khó chịu đối với cái người nghe. Và đây là một điều đặc biệt ở trong cuộc đời này, thì dầu cho Phật cũng vậy, mà tất cả chúng ta cũng vậy. Đối với những người hữu duyên thì nó thuận buồm, nó xuôi gió. Còn những người không hữu duyên thì người ta không thể nghe mình nói, dầu cái điều đó là nói đúng chân lý hay nói cho hay, thì họ cũng không đón nhận được. Và ở một mặt khác nữa, ngày hôm nay có những người nhiều khi nghe pháp á, mà không phải thích nghe cái giá trị của chân lý, mà thích nghe cái giọng của pháp sư đó, nghe pháp sư đó ông kể như thế này kể như thế kia vui rồi vỗ tay. Thì cái chuyện mà vỗ tay đó là không đúng. Cái chuyện mà nghe là để chúng ta tịnh tâm tịnh lòng, chứ nghe vỗ tay cái kêu vỗ tay nữa thì chúng ta thấy hội chúng nó cảm thấy đang hân hoan như vậy, nhưng thật thì cái thời giảng pháp đó nó không đúng trên tinh thần của sự thọ trì, của cái sự chuyển hóa, của cái sự giáo hóa. Nhiều khi vị pháp sư nói một cái câu tiếu lâm hay là hát một lời ca một đoạn thì người ta lại là cho là hay nữa, thì ở đây chúng ta thấy khủng khiếp.
có những cái đó nó chánh mà cho là tà, nó thuộc về phi chân lý mà cho là chân lý. Đây là cái tâm lý của Phật tử, nhiều khi họ không hiểu biết. Bởi vì rất tiếc, khi chúng ta đã có đủ cái điều kiện mà chúng ta không có biết, không biết trân quý. Cái điều này thành thật mà nói, cái vị pháp sư nào mà thuyết pháp với cái chi điều mà quý vị khó hiểu, mà nghe lạ, nghe khó quá, mà chúng ta không bao giờ tự trách rằng do mình chưa học hiểu, do mình chưa tầm cầu, cho nên đây là những từ ngữ hay những lý pháp mình chưa học, cho mình chưa biết, mà chúng ta lại tự lúc chúng ta đánh giá à, vị này thuyết dở quá, thì vị này thuyết không hay, vị này thuyết như thế này, thì vô tình coi chừng chúng ta đánh giá như vậy là chúng ta đã đánh bình phẩm và đánh giá những cái lời vàng ngọc mà của chính Đức Phật này đã giảng thuyết. Thường thường chúng ta nói cái vị nào mà giảng thuyết á, mà chúng ta nghe mà chúng ta khó hiểu, thì chúng ta nên cố gắng tập trung để chúng ta sẽ đón nhận được. Và cái gì cũng vậy, từ từ rồi nó quen, mưa dầm rồi mới thấm đất. Nó cũng như học phi diệu pháp vậy đó, từ từ học Pali cũng như đó, từ từ thì sẽ được hiểu, từ từ sẽ được đọc được. Chứ giờ 1, 2, 3 vô biểu đọc được liền, hiểu được liền về phi diệu pháp thì khó lắm. Thì hôm nay chúng ta nghe rồi, ngày mai chúng ta được nghe nữa, và thế là từ từ mưa dầm rồi nó sẽ thấm đất. Đó là cái sự thật như vậy. Và chúng ta cũng phải nhớ, khi vị pháp sư lên pháp tòa thuyết mà không có liên quan tới vấn đề, ở đây là chúng ta nhớ nó quan trọng vô cùng. Vì ấy thuyết trên thần lý pháp của Phật, chứ không phải là ca hát. Vị nào mà lên mà ca hát, mượn cái pháp tòa mà ca hát là chúng ta nhớ, đó là không đúng. Bởi vì sao? Có một vị pháp sư ngồi tòa giảng pháp Như Lai, chứ không phải là những kẻ khất cái cùng đến những người kịch nghệ trên sân khấu để mua vui cho thính giả, mua vui cho quần chúng, phải như vậy. Mà những cái lời dạy, những cái lời giảng đó là thiết thực hiện tiền, để nghe, để hiểu, để biết và để thiết thực tu tập. Đây là cái sự tu tập mà phải nói rằng, nếu như mà người đệ tử biết kính pháp, biết trọng pháp thì phải như thế. Ba lần thỉnh pháp phải nguyện đời thoát mê chứ. Những lời vàng ngọc, những lời châu báu, vị pháp sư nên giảng thuyết. Mà thường thường chúng ta thấy, khi mà giảng một cách chuyên đề đó thì chúng ta rất là khó nghe. Mà giảng một cách tổng quát thì chúng ta cảm thấy nó có mướt mát, nó mượt mà. Thì cái mượt mà đó là chúng ta do cái gì? Do chúng ta nghe bằng cái tai, chúng ta nghe bằng nhĩ thức, chỉ nghe biết nghe thôi, chứ chúng ta không nghe bằng cái một cái bằng cái lý để nghe, mà bằng hay cái tâm để nghe, mà nghe bằng chỉ bằng cái lỗ tai nghe biết nghe hết. Nói ra thì nó đau đớn, nhưng sự thật là như vậy đó. Thì kính thưa quý vị, Đức Phật Ngài là một bậc toàn tri toàn giác, Đức Phật là một bậc có khả năng diệu dụng, có khả năng diệu dược đối với tất cả chúng ta. Những lời Ngài nói, sơ thiện, hậu thiện, trung thiện, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, từng căn cơ của chúng sinh, Đức Phật Ngài đã soi xét hết, biết hết. Bởi vì tam minh mà, sanh tử minh, túc mạng minh và lậu tận minh, Ngài hiểu hết. Và Ngài bi đức trí đức tịnh đức của Đức Phật, thương chúng sinh vô cùng. Nhưng phải là hợp lý hợp thời cả. Chúng ta nhớ, con của người thợ dệt phủ duyên với Phật rồi, thì khi đó hội chúng cô hồi, nhưng chưa đến đúng thời, chưa đúng cái duyên, Đức Phật cũng không giảng không thuyết. Đến khi con của người thợ dệt đi đến, thì bắt đầu Ngài mới thuyết. Bởi vì hôm đó, cái thời gian đó, cái duyên đó là của người thợ dệt. Và cái người thợ dệt này là nhân tác động cho tất cả mọi người khác được
được lợi lạc. Chúng ta thấy tuyệt vời như vậy, chứ không phải là Ngài muốn nói lúc nào Ngài nói. Dĩ nhiên Ngài có đủ khả năng, đủ cái sự chuyển hóa hết, nhưng tất cả là cái duyên hết, đưa đến cái duyên một cách rất là đặc biệt. Cho nên Phật, trong Phật Pháp này, bây giờ quý vị biết một vị Pháp Sư đó dẫu cho có tài ba lỗi lạc như thế nào, chưa chắc chúng ta hiểu, giảng thích, giảng chúng ta hiểu. Nhưng chỉ có một vị, chỉ một vị Sa Di thôi, nói vài câu người ta cũng hiểu, nói vài câu người ta giác ngộ. Và chúng ta nhớ ở trong cái giá trị của điều ngữ, Đức Phật Ngài hay lắm. Chúng ta thấy Ngài có thể có khả năng điều ngữ. Những lần mà thu phục rồng chúa Nando Bananda, hay là tiếp độ những người mà ương ngạnh gì đó, hay là ngay cả ma vương, hay cả ác ma nè, thì chúng ta biết là thay vì Đức Phật Ngài, Ngài có thể điều ngữ được ác ma đó, nhưng Ngài không điều ngữ. Ngài bảo Ngài một kiện liên để điều ngữ cái ác ma, ác ma đu si đó. Thì chúng ta biết cái giá trị giảng thuyết của chính Ngài nó lớn lao và rất khắp cùng. Làm sao cho người ta tâm phục khẩu phục, chúng sinh nó tâm phục khẩu phục. Đây mới nói đến một cái, chúng ta thấy một cái giá trị của Phật Đà nó như vậy đó, chứ không phải một kiểu như Ngài có khả năng để điều ngự được họ. Đấng điều ngự mà họ có thể điều phục họ, có thể Ngài có thể dùng mọi cách, cái khả năng của Phật lực nó dư, nhưng làm như vậy thì nó không có đúng trên cái tinh thần, nó thuận theo cái duyên. Thì hay hoặc là thu phục đồng chú Bích Đô Bách Anh Đá, thì bảo Ngài, cũng bảo Ngài một quyền liên, vân vân. Thì ở đây chúng ta thấy từng cái cá thể, từng chúng sinh, từng hoàn cảnh, tùy thời tùy lúc đều được Đức Phật Ngài hiểu biết hết. Cái thời nào làm việc gì, cái thời nào giảng thuyết, cái thời nào gặp cái tình huống. Như chúng ta thấy Angulimala, hôm nay nếu như Như Lai không khất thực để đứng trước mặt Angulimala, thì Angulimala sẽ không thể nào mà thành tựu được thánh đạo thánh quả được. Và Ngài cùng với mẹ Ngài Angulimala song hành như vậy, thì Angulimala mới buông bỏ, tức là không có giết mẹ mình, mà nghĩ rằng đi đến giết Phật. Bởi vì biết thì giết mẹ thì vừa vào muốn nghịch đại tội rồi, thì không thể nào mà có thể chứng đắc được thánh đạo thánh quả được. Bởi vì vô minh, bởi vì cái sự tham vọng, muốn được nhiều phép luật, muốn được nhiều phép thuật, mà phải giết người 1.000 người như vậy, thì 999 người ở đây. Thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài mới điêu ngự đúng thời lúc đó, Ngài can dự vào để cho mọi việc nó được bình yên, nó được tốt đẹp. Thì ở đây chính là cái giá trị điều ngự. Đầu tiên thì rất là ương ngạnh đối với Angulimala, những điều sau đó Ngài thần phục, Ngài thần phục Angulimala. Quả thật chúng ta bị cái thương cái ghét, bị cái vừa lòng cái không vừa lòng, sợ cái người ta vừa lòng hay cái không vừa lòng, cái ưa thích hay không ưa thích, thì cái điều đó nó không có thích hợp, này điều đó nó không có liên quan ở trong cái tâm của Phật. Mà Đức Phật này chỉ nói đúng thời, nói ra đúng thời, sơ thiện, hậu thiện, trung thiện, những lời giảng của Ngài, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối được hoàn bị. Đó chính là giảng về giới, về định, về tuệ một cách tốt đẹp và một cách đầy đủ. Chúng ta phải nhớ như vậy. Mà rồi thì bất cứ hoàn cảnh nào, ở trong cái giai đoạn nào, thì Ngài cũng có thể Ngài chuyển hóa được cho tất cả. Không nói về lúc đó cái thời gian giảng, hay là chúng sinh đó là các quan, là vua chúa, là quân hầu, hay hoặc là bá tước, hay hoặc là những người bần cùng của xã hội, là những người giai cấp thấp.
thì trong cái nhìn của Đức Phật không có phải là cái giai cấp thấp, mà trong cái nhìn của Đức Phật là những người đó đã dự phần, những người đó đã được hữu phần, đã được hữu duyên. Cho nên chúng ta thấy từ xa, thật là xa, Đức Phật Ngài cũng đi về, cũng đi đến để tế độ. Nhưng cuối cùng Suphadda cũng phải về Kusinara để độ Suphadda trước khi Ngài biên tịch Niết Bàn. Khi chúng ta hiểu được, phải nói rằng cái giá trị điều ngự hay cái giá trị quản diễn, quản thiết của chính Ngài, thì chúng ta mới thấy rằng nó ghê và nó lớn khủng khiếp lắm. Phải nói rằng là cái sự giáo hóa của chính Ngài cho tới ngày hôm nay, mà chúng ta thấy trong cái tâm từ tâm bi, trong cái tâm một cách vững vàng để đối diện với các hàng sa môn, bà la môn đương thời, giỏi khủng khiếp lắm, chứ không phải bình thường đâu quý vị. Tuy có những vị sa môn bà la môn cũng không có đủ cái khả năng, nhưng ngày xưa đó họ thuộc về triết lý của Tam Phệ Đàm, và các vị có một số vị người ta tu chứng được đắc chứng các tầng thiền mà, chứ không phải nói một chuyện mà một cái chuyện bình thường. Rồi ngay cả các vị sẽ là những người mà lớn lao và quản diễn vô cùng, nhưng dĩ nhiên họ không có một cái giá trị chân lý đoạn khổ diệt khổ. Họ không trình bày cái sự khổ và họ không trình bày cái con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Cho nên phải nói rằng là ở đó Ngài không có thể nào, các vị đó không thể nào mà có thể so sánh được với Phật, chính là không có trình bày được con đường đến Niết Bàn, dẫn đến chấm dứt sanh tử khổ đau. Chứ ngày xưa rất là lớn với quý vị, chứ không phải ngày hôm nay mà chúng ta chỉ có đối diện với ngoại giáo ở một số đạo giáo gì đó, chúng ta cho nó là nhiều, nhưng điều quả thật nếu như có thể nói rằng là không nhiều so với đương thời của Phật đâu. Nhưng Đức Phật Ngài cũng vẫn điều ngự, vẫn nghiêng ngang, vẫn vì lòng bi mẫn thuyết giáo độ đời, mà nhiều lần ngoại giáo đã ganh ghét hãm hại Ngài, như là tích của nàng Chính Cha. Chúng ta thấy vì ganh ghét họ hại Phật, nhưng điều không thể hại được, bởi vì cái giá trị báo thân của Ngài, cái giá trị kim cang của Ngài, Phật đạo giải thoát của Ngài và thân xác của Phật thì không thể nào mà có bất cứ lý do gì mà có xâm hại được, có thể làm Ngài mà mất đi một cái bình tâm, hay mất đi một cái sự tốt đẹp được. Cho nên khi chúng ta, nếu mà chúng ta học Phật Pháp thì chúng ta mới thấy chỗ này. Bởi vì chính trong kinh chúng ta cũng được nhiều lần được nghe đó, trong các loài hai chân, trong các hàng hai chân, bậc chánh đẳng chánh giác là tối thượng. Thì dầu cho ma dương cho tới phạm thiên, cho tới các vị trời tối cao nhất, cũng không ai có thể so sánh bằng với Phật. Và chúng ta thấy những cái việc mà Ngài thuyết giáo độ đời cũng phải có Sambhati Phạm Thiên đến để thỉnh Ngài giáo hóa độ đời. Để rồi mai sau, nếu như không có mai Sambhati Phạm Thiên, chắc chắn rằng ác ma nó nói rằng không ai mời ngươi tới đây hết, không ai mời Sa Môn Cồ Đàm tới đây hết trơn. Mà tại sao Sa Môn Cồ Đàm lại tới đây để giảng lý thuyết trong cuộc đời này? Ở đây là cũng là cái nhân khởi, chúng ta thấy đặc biệt không? Bởi vì Đức Phật Ngài phải chờ, mà người đại diện cho cõi giới cao cả trong tam giới này là Phạm Thiên Sambhati. Đó cũng là một điều mà chúng ta thấy rất là đặc biệt. Những gì mà bị khiếm khuyết trong tương lai có thể xảy ra, thì với cái tuệ giác của chính Ngài, Ngài đó đã thấu suốt hết. Cho nên bất cứ một cái có nhiều lần ác ma, hay nhiều lần mà có những cái du sĩ ngoại đạo mà có những cái lời nặng nề đối với chính Ngài, thì chính Ngài khẳng định sự thật ra thì không ai có thể làm hại được Như Lai, không ai có thể qua được Như Lai. Và cái việc của Như Lai đến cuộc đời này chính là vì lòng từ, vì lòng bi mẫn. Mà chúng ta nhớ cũng ở trong kinh dạy đó,
một chúng sinh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trên thế gian vì hạnh phúc cho phần đông, vì an lạc, vì hạnh phúc cho phần đông, vì an lạc, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Và đó chính là ai? Chính là Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác, thiện thể thế gian dạy điều người trưởng phu Thiên Nghe Sư Phật Đà Thế Tôn. Có thể nói rằng một cái thời pháp của Phật nó lợi lạc cho biết bao nhiêu. Dĩ nhiên có một số người không hữu duyên thì cũng không có lợi lạc, nhưng điều ít nhất người đó cũng được dự phần. Còn dĩ nhiên có những người mà chống phá ghét thì cũng có, có như thế này, có như thế nọ. Nhưng Đức Phật Ngài không bao giờ hướng dẫn hay hoặc khuyến khích người đệ tử phải tìm cách ép buộc, hay là buộc người ta theo, hay buộc người ta làm. Như chúng ta biết là có một vị thiệt, có một cái nhóm Bà La Môn, có một hình như là có một cái ông vua hay là cái một trưởng giả nào đó đưa lấy một cái bát, để lên cái bát trầm hương thật cao, bắt đầu mới thách đố đối các vị nào nếu mà nó cho rằng có thần thông thì hãy lên lấy cái bát xuống, thì ngoại đạo không ai lấy xuống được hết. Thì có một vị tỳ kheo có thần thông mới chứng minh rằng mình có thần thông, mới bay lên lấy cái bát đó đem về. Thì Đức Phật Ngài chẳng những không tán thán mà Ngài còn chê trách nữa. Ngài không phải dùng cái thần lực, cái lời dạy của Ngài không phải đem ra để được người khen, người ta khen, không mất cần. Cái chỗ này hay là quý vị đó, chúng ta không phải làm để vừa lòng cho người ta, hay để người ta khen, hay vừa lòng người ta. Pháp của Phật, cái lời dạy của Ngài đến để mà thấy, đến để mà hiểu, đến để mà thực nghiệm, và từ chỗ đó thành tựu mà giác ngộ. Hay chỗ đó, chứ không phải kiểu như mà chúng ta thường, bởi vì khi chúng ta làm gì mà người ta khen chúng ta, cái người ta vỗ tay hay người ta bằng những cái hành động thì tự nhiên chúng ta cảm thấy vừa lòng. Nhưng nếu như cái đó đó, cái người mà bị dao động trên cái lời khen tiếng chê, thì như hồi nãy như sư phụ thì sư nói, đối với người pháp sư mà tâm bị dao động, người ta chê mình hay ta khen mình, thì đó chính là một sự dao động. Bởi cái hội chúng nghe pháp cần lắm, nhưng hội chúng biết im lặng đó nó có hai giá trị. Cái giá trị là tôn trọng pháp, tôn trọng pháp. Mỗi vị biết cái pháp hội ở chùa đó, chúng tôi luôn luôn dặn dò Phật tử khi nghe pháp đó, thì phải ngồi im lặng để nghe. Còn nếu chúng ta có nói chuyện hay chúng ta có cái việc riêng tư gì thì đi ra bên ngoài, chứ không nên ngồi đó mà bàn chuyện riêng hay ngồi đó mà xì xầm. Quý vị chịu khó ngồi yên 30 phút, 45 phút hoặc một giờ là xong, hay hoặc là cho một tiếng rưỡi, tùy theo vị pháp sư cái thời gian vị ấy giảng. Thì chúng ta ngồi, chúng ta nghe, và cứ nghe lời chúng tôi đi. Đầu thứ gì không biết, như điều mà mưa dầm rồi thấm đất, và từ cái chỗ mà không biết thì sẽ được giải thích, không biết sẽ được học, và từ chỗ đó mới biết. Chứ không ai mà biết được bao giờ, tự động mà biết. Hồi xưa khi tới, họ nghe đọc cái kinh tiếng Bali, họ nghe họ thích quá. Chúng tôi nói được rồi, sư sẽ chỉ quý vị học cái tiếng Bali này để quý vị đọc được tiếng Bali. Thì quý vị biết, nó chắc khó lắm, sư tính là từ từ cũng được mà không sao đâu. Thì quý vị biết sau đó họ học từ từ, họ thuộc, họ đọc luôn ra được được kinh Tham Ma Chắc, được kinh như Tam Bảo, họ thuộc từ từ rồi họ thuộc những cái bài kinh căn bản. Thì cái gì cũng vậy, trước lạ sau quen, thì từ từ thì mưa dầm nó thấm đất. Thì cũng như vậy đó, chứ chúng ta đừng có khởi lên cái tâm. Khi chúng ta học Phật Pháp cũng vậy, nghe Phật Pháp vào đây cũng vậy, thì chúng ta tự động, chúng ta cũng có cái duyên. Hôm nay quý vị nào có cái duyên với chúng tôi có thể nghe, và quý vị nào không có cái duyên chúng tôi cũng có thể nghe. Rồi hôm nay, ngoài đó quý vị biết, ở trong cái room này được một chuyện đó, được một điều đó, tức là nó đa dạng. Có các vị chẳng hạn như Sư Phụ Tỷ Siêu và Thượng Giác Đẳng, rồi các vị thượng tọa khác. À, mỗi người một chút xíu vậy, nhưng điều mà một câu một lời như vậy, nhưng điều mà nhiều khi hữu duyên chúng ta lại nghe nó hợp lý. Thì đây chúng ta nói trên cái duyên rồi, thì cái duyên đó nó được phổ cập,
cái điều kiện thuận nó được phổ cập cho tất cả chúng ta. Chứ không phải là một người, tức là dẫn đầu từ đầu đến đuôi, vì ấy giảng rồi, vì ấy trả lời rồi, vì ấy kết thúc luôn tất cả, thì cái đó nó có những cái nó chỉ là một cái thời gian nhất định như vậy. Nhưng còn ở đây thì nó có thể có san sẻ cái thời gian khác ra, thì chúng ta thấy như vậy là một sự hữu duyên, một sự hoàn mỹ vô cùng lớn. Hay và cái lời giảng của chúng tôi có thiếu chỗ nào đó, nó chưa có đầy đủ, hay nó chưa có chuẩn xác trên cái chuyên đề, thì các vị túc túc người ta sẽ ý kiến, người ta sẽ thảo luận để làm chỉnh lại hay làm sáng tỏa hơn, vân vân. Thì kính thưa quý vị, thì chúng ta thật sự là hữu duyên lắm, chúng ta thật sự là rất là có phước khi chúng ta được, nếu như được nghe, được học. Cái này chúng tôi nói chủ vị nghe thật vậy đó, chứ không phải cũng như là mình bây giờ mình cũng là một trong những người có trách nhiệm ở trung tâm rồi mình khen như vậy, phải mèo ngoèo khen mèo dài đuôi, phải như vậy. Mà đây là lời nói thật, lời nói thật. Vô trong này, trong cái room này thì không hát rồi, cho quý vị biết, không có chuyện ca hát, câu chuyện mà khen ngợi lộn xộn linh tinh lung tung được, mà nghe à, chỉ biết nghe như vậy là tốt rồi. Cái lời xá thú là chính là cái lời quá là tốt rồi. Thì chúng ta biết đó là một điều chúng ta tốt, và để như vậy thì chúng ta mới có cái hữu duyên đối với Phật pháp. Mà nhờ có cái hữu duyên với Phật pháp như vậy, chúng ta mới có một cái sự nếm vị được Phật pháp, và từ cho chúng ta mới gần kề, hay là trong dòng sanh tử chúng ta hữu duyên, chúng ta được cái tuệ giác của Phật, ngày chiếu ngày rọi cho ta trong cái lưới trí tuệ của chính ngài, chúng ta có thể hữu duyên được gặp cái Phật ra đời, hay là chúng ta không hữu duyên được gặp Phật ra đời, thì chúng ta cũng có thể thực hành nhiều cái pháp ba la mật để tiến tu ở trong cái dòng sanh tử này. Cho nên vì vậy á, một vị pháp sư cũng vậy, thuyết pháp vì cái tâm từ tâm bi, thuyết pháp không vì một cái tư vị, do sợ, do thương, do ghét, do như thế này thế kia, hay là nói để cho vừa lòng, nói để mua lòng người ta, thì cái đó là tùy cái nghiệp duyên của các vị. Nhưng là một vị pháp sư, chúng ta gọi là một vị pháp sư chân chính, một vị pháp sư đúng pháp á, thì viết thuyết pháp không vì cái lời khen lời chê, thuyết pháp không vì cái lợi lộc, thuyết pháp không bị dính mắc, không bị lệ thuộc, không bị cái sự điều tiết của khách quan bên ngoài, mà vị ấy, những lời giảng, những lời dạy của vị ấy dựa trên cái tinh thần của Phật đạo. Đức Phật này đã chỉ ra cái con đường như vậy, và vị ấy thay Phật ngồi tòa để giảng pháp Như Lai, để nhắc lại, để trùng tuyên lại cái lời dạy của Phật, và để cho tất cả những người nghe và chính vị đó dứt bỏ cái sự dính mắc, cái sự ái chấp, hay cái tâm ghét, bỏ thương thích, vân vân. Dĩ nhiên tâm nó cũng buồn, nó cũng không vui khi gặp những cái tình huống, nhưng nó không có như ý. Nhưng vì thì nếu mà vị nào có một cái sự thực nghiệm và có cái tâm tu tập đó, thì rất là nhẹ nhàng đi qua với cái lời khen tiếng chê, với cái được hay là không được trong cái thời giảng đó. Cái thời giảng này quý vị đang hữu duyên với chúng tôi thì nó có duyên, còn không hữu duyên với chúng tôi thì không có duyên. Cũng vậy, tất cả chúng ta gặp nhau ở trong cái cuộc đời này, chúng ta biết trân quý những cái gì mà có thể tốt đẹp nhất, những cái gì trong một cái ý nghĩa, cái nhân duyên của đạo pháp, nhân duyên của Phật pháp, thì cái điều đó nó hết sức là tốt đẹp. Và ở trong cuộc đời này chúng ta hãy tập luôn luôn đón nhận, luôn luôn đón nghe, để từ đó chúng ta có thể chỉnh đốn lại, chúng ta có thể kiểm tra lại cái tri kiến của chính mình, cái kiến văn kiến thức của chính mình. Thì nếu chúng ta có một cái tâm, có một sự hiểu biết như vậy thì chúng ta sẽ rất là yên vui, rất là tốt đẹp. Còn bằng không là chúng ta bị đối với cái người nói cũng vậy, cái người nghe cũng vậy,
bị cái sự tác động như thế thì chúng ta rất là dở, rất là uổng. Cho nên việc người thích hay là không thích, quan hỷ là không quan hỷ, chân lý lời dạy của Phật vẫn là muôn thuở, vẫn là ba đời là như thế. Và cũng như là cái hãy nhớ rằng đối với Phật, làm bất cứ một giảng thuyết hay hoặc trình bày bất cứ cái điều gì, từng câu kinh câu kệ đã được sơ thiện, hậu thiện, trung thiện, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối nhắc lại một cách hoàn tất đầy đủ. Đó tức là nó có giá trị của giới, của định, của tuệ, chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc cho tất cả chúng ta. Nếu như chúng ta có cái tâm cầu, có cái tâm thật học, có cái tâm thật tu, có tâm thật nghe, thì chúng ta sẽ được đón nhận. Còn bằng không, chúng ta như cỡ ngựa xem hoa ở trong cuộc đời này, rồi coi như là nghe pháp cũng như là để đổ trên bắp vế và đứng dậy nó rớt xuống hết, thì cái đó cũng là tùy cái duyên của mọi người. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, xin có đôi điều trình bày như vậy, nếu có điều chi sẽ thất, kính ngưỡng mong chư tăng quý ngài sẽ, chư vị tôn túc quý ngài sẽ bổ túc thảo luận để cho được tốt đẹp, được đầy đủ, và mong tất cả quý vị quan hỷ. Xin chấm dứt thời giảng thuyết nơi đây, trước khi dứt lời kính dân phật vất lành đức đại đệ thích tới đại thiên vương các vị chư thiên ngụ trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên tại chùa Đức, tại chùa Quảng Nghiêm, cũng như tất cả chúng sinh ở tại nơi hai chùa, mong tất cả được an lạc, được tấn hóa, và kính dân phật phước này đến chư tăng và quý tu nữ cùng chư phật tử, mong tất cả được an lạc, được tấn hóa trong Phật pháp. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Và con kính cung thỉnh hòa thượng giác đẳng phù hợp. Sa thú kính trình thưa tổ tư quyền với bài giảng vừa rồi. Kính bạch hòa thượng Từ Siêu, không biết hòa thượng có ở trước máy không? Nếu hòa thượng Từ Siêu nghe được, xin thỉnh hòa thượng trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi hòa thượng Từ Siêu có nghe được không? Có lẽ hòa thượng không có mặt ở trước máy. Thượng tọa Pháp Tân ơi, thượng tọa Pháp Tân có nghe được không? Hình như thượng tọa Pháp Tân, quý vị có thấy thượng tọa Pháp Tân có mặt ở trong lớp học không? Dường như thượng tọa Pháp Tân cũng không có mặt ở trước máy. Có lẽ thưa quý vị, trong khi chờ đợi chư vị giảng sư vào để cho chúng ta tự nguyện nghỉ một chút, chúng tôi xin được tiếp theo lời của thượng tọa Từ Quyền trong cái bài giảng ngày hôm nay. Thưa Phật tử, trong chuyện Hoằng Pháp đó, có một điều mà rất tế nhị. Đôi khi chúng ta phải sống lâu ở trong đó thì chúng ta mới hiểu được cái lý lẽ này. Cũng bình thường thì chúng ta rất ít khi hiểu. Là nếu một vị sư hay là một Phật tử mà thật sự cảm nhận được cái giá trị của Phật Pháp, hoan hỷ với Phật Pháp, thì cho dù thính chúng có một người hay là vài người, không cần đông đảo, thì vị đó vẫn hoan hỷ nói Pháp, và bài Pháp vẫn giảng rất là tương tận, rất là tốt. Đây là một cái kinh nghiệm trải qua ở trong cuộc sống, và thật không có đơn giản để một cái người mà bình thường có thể hiểu được. Chúng tôi lấy một ví dụ là với một người mà thật sự là có cái có một cái văn tài, có một cái cảm nhận tốt về văn học nghệ thuật, thì dù chỉ là đàm luận thi ca, đàm luận văn chương với một người thôi, thì người đó vẫn làm. Và đôi khi chúng tôi cũng bắt gặp điều đó ở quý Phật tử. Thí dụ như có những Phật tử họ
rất là thích làm vườn trồng cây, và họ gặp một người khác hỏi về làm vườn trồng cây, thì họ không cần đến cả một cái cả một buổi thuyết trình hay là cả một cái số người nghe đông đảo thì họ mới có cái cảm hứng để mà nói về cây cỏ. Chỉ có một người thôi, và người đó bình thường, nhưng mà để ý tới cây thì họ vẫn giảng, họ vẫn nói về cây, và họ nói rất là tốt. Tại vì sao? Là họ có cái hiểu biết thật sự, và họ có cái quan hệ thật sự. Thì dĩ nhiên là một vị tu sĩ, một vị đệ tử Phật đó, thì chúng ta luôn luôn nhớ đến lời Đức Phật dạy. Một điều là chúng ta hoằng pháp độ sinh là vì lợi ích, vì hạnh phúc của chư thiên và nhân loại, chứ không phải là vì mình câu like, mình được nhiều người hâm mộ, hoặc là giả là được cái lợi lộc, quyền hành, quyền trực kỳ. Cái này đó là cái mà rất là khác biệt giữa một cái vị pháp sư thật sự mến pháp, quý pháp, và một vị pháp sư nặng về danh và lợi. Ngày hôm nay là một cái thời đại mà quý Phật tử thấy rằng người ta rất là chú trọng về sự thành công, chú trọng về số đông. Thí dụ như là những người làm YouTube, mà chúng ta gọi là YouTuber đó, thì họ mong câu like và có nhiều người subscribe. Tại sao vậy? Tại vì điều đó làm ra tiền, thành ra họ mới cố gắng làm. Không có người theo dõi nhiều, coi nhiều thì họ không có làm. Và chúng tôi cũng gặp một số các vị pháp sư, những vị đó cũng là những vị có tiếng tâm. Vì đó gặp chúng tôi nói rằng có một bài pháp đăng lên YouTube có cả triệu người theo sao chẳng hạn, hay là thậm chí có một vị có con chó chết trong chùa, làm đám tang linh đình vô con chó, rồi nói là có mấy trăm ngàn người coi theo dõi. Và những vị đó rất là hạnh phúc với điều đó. Thì thưa quý vị, thật ra chúng ta cũng không cần gì phải chỉ trích, hay chúng ta không cần gì phải nói. Mỗi người có một cái khuynh hướng, một cái sở trường, một cá tánh riêng. Nhưng mà khi mà chúng ta đi sâu vào trong lời dạy của Đức Phật, và đặc biệt qua cuộc đời của Ngài đó, là một vị thiên nhân chi đạo sư. Chúng ta cứ hình dung Đức Thế Tôn Ngài ở tại chùa Trúc Lâm, mà bị mua trong xứ là của Bình Sa Vương, là đệ tử của Ngài. Những đệ tử là những đệ tử rất là trí thức, rất là nổi tiếng như Ngài Xá Lợi Phất, một kiện liên quy với Ngài. Nhưng mà Ngài vẫn có những buổi sáng tinh sương đi khất thực một mình thôi, và rất kiên nhẫn chịu khó để nói chuyện với một thanh niên như là Singala, hay là nói chuyện với một người cùng đỉnh như là Sunita. Ngài không có đặt vấn đề quan trọng là lời dạy đó, bài pháp đó phải nói cho một hội chúng đông đảo, phải tổ chức một pháp hội mà dàn giá như ngày hôm nay. Thưa quý vị, có nhiều vị pháp sư đó, mỗi lần thuyết pháp là phải đăng đàn đó, phải được giới thiệu tiểu sử một trình trọng, và rồi ngoài giới thiệu trình trọng đó rồi còn phải trang trí là pháp tọa, rồi hoa, rồi thế này thế kia. Chúng ta thường là nặng phần hình thức, nặng phần trình diễn, nặng phần về cái hư danh nhiều hơn là sự tha thiết đúng nghĩa đối với Phật pháp. Nếu chúng ta không có cái để ý kỹ đó thì rất khó thấy được sự khác biệt ở trong đường tơ kẻ tóc về điểm này. Ngày xưa chúng tôi ở gần sư trưởng đó. Yeah, good morning, how are you? Yeah. Thì thưa quý vị, sư trưởng có một vài cái hình ảnh mà để lại trong tâm của chúng tôi. Đó là có một gia đình Phật tử tương đối cũng giàu có ở Sài Gòn, mà trước kia họ làm chủ một hãng phim, sau này họ xong mới ổn định cư rồi. Thì họ có mời sư trưởng, nhưng mà sư trưởng không có đi. Nhưng mà trái lại thì sư trưởng lại bỏ thì giờ đi đến dự một cái cuộc lễ hình như là chỉ có 7-8 người thôi, nhưng mà buổi lễ đó người ta thỉnh thì thuyết pháp. Thì chúng tôi là vị sa di đi theo sư trưởng á, thì sư trưởng có tâm sự. Sư trưởng nói rằng
có những Phật tử họ rất là có tiền bạc giàu có, mình đến thì họ làm rất là trang trọng, nhưng mà họ không có tha thiết gì vấn đề Phật pháp hết. Họ thỉnh chư tăng đến nhà dùng cơm, chỉ ăn uống thôi, rồi sau đó thì họ lại đưa chư tăng đi coi cái này coi cái kia, chứ họ không có tha thiết. Trong khi những người này đó, tuy rằng họ nghèo nhưng mà họ lại rất là muốn học Phật pháp, và khi họ thỉnh thì họ đã thỉnh là sau khi tụng dùng cơm xong, chư tăng hoan hỷ thuyết cho thầy pháp, là sư trưởng nhận lời. Những cái điều mà sư trưởng tâm sự đó thật sự có ảnh hưởng lớn đến những người học trò, những người đệ tử ở gần, vì sư trưởng cho thấy một cái hình ảnh là đối với những người mà nghèo nhưng mà họ quý Phật pháp, họ chịu học Phật pháp thì vẫn quý hơn là một con số đông đảo mà chỉ là phần nặng phần trình diễn, nặng phần hình thức ở bên ngoài. Không phải thời nay mà thời xưa cũng vậy, và trong rất nhiều trường hợp mà chúng ta để ý thấy đó là đa phần là ngay cả trong cộng đồng Phật giáo đó, người ta rất chú trọng đến một buổi lễ đông đảo thành công. Chúng tôi sống ở bên Mỹ nhiều năm thưa quý vị, không phải là một lần mà rất rất nhiều lần, và rất nhiều lần chúng tôi được mời đến để tham dự một đại lễ như đại lễ Vu Lan, lễ Phật Đản, thì cái vị chủ trì đó họ mời, nhưng mà cái buổi lễ buổi trưa đó thì họ làm rất là đơn giản, và làm rất đơn giản, tụng kinh vài ba chục người rồi thuyết pháp, họ mời chúng tôi thuyết pháp. Nhưng mà tới khi mà cái chương trình văn nghệ buổi chiều thì được quảng cáo rầm rộ và mời rất nhiều ca sĩ về. Dĩ nhiên chúng ta biết rằng chùa nào cũng cần có cái quần chúng đông đảo đến, và người ta tin rằng văn nghệ đông người ta đến đông thì Phật ta sẽ cúng dường. Phật tử thì dễ dãi như vậy, Phật tử thì nặng như vậy, nhưng mà nó làm cho chúng ta thấy cái hình ảnh gọi là, người ta nói đầu voi đuôi chuột, nhưng mà chuyện đó gọi là đầu chuột đuôi voi, tức là cái quan trọng á là cái buổi lễ Phật Đản á thì nó lại đặt xuống hàng thứ yếu. Và ngay trong lễ Phật Đản á cũng chẳng ai mà nghĩ đến cái gì mà làm sao để chúng ta nhớ, chúng ta nghĩ về Đức Phật, đơn giản là làm một cái nghi thức rất là thủ tục. Nhưng cái phần chính á là chương trình văn nghệ, thì văn nghệ cũng là hát hò, văn nghệ cũng là gây quỹ thế này kia. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà chúng ta đặt quá nặng vấn đề kia thì vấn đề này nó trở nên bị rẻ rúng, và chúng ta không thấy cái giá trị của Phật pháp trong sinh hoạt hàng ngày. Nói cho cùng thì thà là chúng ta sinh hoạt trong một ngôi chùa nhỏ, một ngôi chùa nghèo, nhưng mà cái giá trị của chánh pháp được thắp sáng, hơn là chúng ta bày ra cái dàn giá cho lớn. Ngày hôm nay thì chúng ta thường thấy người ta chạy theo những cái công trình xây cất chùa viện rất lớn, mang tới cái nặng được phô trương. Nhưng mà ngoài cái xây cất thì cái sinh hoạt thực sự về tu học không có. Đó là cái khổ của người Việt Nam. Người Việt Nam chúng ta đó thì không để ý đến cái nội dung tu học, mà chúng ta lại nặng về cái chuyện là hình thức bên ngoài, cất làm sao chùa thật to, thật đẹp, thật hấp dẫn với du khách. Nhưng mà khi hỏi ra thì ở trong ruột thì chúng ta không có. Có lẽ một ngày nào đó thì chúng ta sẽ phải đặt lại. Chúng ta sẽ phải đặt lại vấn đề là chúng tôi không có phủ nhận hình thức đâu. Hình thức nó cũng có cái lợi, của hình thức cũng tốt vậy. Nhưng mà nếu có hình thức không có nội dung, giống như chúng ta in một quyển sách mà cái bìa thì nó rất là, và cái bìa thì nó rất là đẹp, mà cái ruột không có gì. Nhưng nói về cuốn sách thì chúng tôi cũng xin có thông báo với quý Phật tử một điều. Xin lỗi quý vị nha, ở đây không nằm trong đề tài pháp, là Nguyễn Thanh Tịnh Đạo Toát Yếu của Hòa Thượng Từ Siêu đó, là chúng tôi đã nhận được mấy ngày rồi và hiện đang ở chùa. Chúng tôi rất là hạn chế, không có cho quý Phật tử chung mà chỉ gửi đến những người nào mà gọi là thật sự quý, thật sự hiểu giá trị của tập sách này. Vì gửi từ Việt Nam qua đó, rằng nếu chúng tôi tin rằng những vị Phật tử mà trong lớp học này là những người rất là hoan hỷ với Phật pháp, và đặc biệt là cũng biết và quý cái công trình của Hòa Thượng Từ Siêu. Thật ra nếu quý vị nào cần thì quý vị cho chúng tôi biết, là chúng tôi đã nhận sách đã về tới chùa Pháp Luân rồi, và chúng tôi cũng không có nghĩ rằng nó đến nhanh và đến sớm như vậy.
Xin lỗi quý vị, tại nhân nói vì sách thì chúng tôi thẳng nói luôn. Thì nếu chúng ta in một tập sách đó, mà chúng ta quá chú trọng về cái bìa, mà chúng ta không chú trọng về nội dung, thì quý vị nghĩ sao? Thì bất quá đem về chân cho đẹp vậy thôi, chứ không có, chúng ta không có, không không có được cái lợi lạc gì về quyển sách hết. Thì cũng vậy, ngày nay chúng ta bỏ ra rất nhiều tiền. Thật sự mà nói, cái nhìn chung của những người Phật tử, nhất là những người Phật tử có tiền đó, là hãy cất lên một ngôi chùa đẹp á, thì như vậy là tốt rồi. Nhưng mà thưa quý vị, điều đó đó, nó chỉ là một phần của câu chuyện thôi. Phật pháp mà được hưng thịnh á, cái cốt lõi vẫn là những đệ tử Phật, dù là xuất gia, tại gia, chịu khó học kỹ lời Đức Phật dạy. Có đôi khi chúng ta thấy cái chuyện bình thường là mình ngồi mình bàn thảo là tại sao cái câu đó, cái chữ đó phải hiểu kiểu này, phải hiểu cách kia. Nhưng mà thưa quý vị, điều đó đó, nó dẫn chúng ta đến một thái độ rằng cho dù là những điều như vậy, chúng ta vẫn nghiêm túc. Và trong sự nghiêm túc đó, bắt buộc chúng ta phải có một cái nhìn rất là trân trọng, một cái nhìn rất là đâu ra đó đối với việc học lời Phật dạy. Chúng ta là đệ tử Phật mà lời của Ngài mà chúng ta hiểu một cách mang máng, hiểu cách sơ sơ và hiểu một cách lệch lạc á, thì thật ra chúng ta không biết là chúng ta thương Phật như thế nào, kính Phật như thế nào, và làm sao chúng ta duy trì lời Phật dạy. Chúng tôi nhớ cái hình ảnh của chư vị tôn túc ngày xưa đó, là các ngài không có kinh điển như chúng ta bây giờ, cố gắng để học thuộc lòng từng lời từng chữ. Và khi các ngài học thuộc lòng rồi đó, thì tự động các ngài là một cái tủ kinh di động, và các ngài cố gắng để gìn giữ cho cái tủ kinh đó được tồn tại. Có khi mà chiến tranh giặc giả, các ngài vào trong rừng đó, sống ăn vỏ cây để sống qua ngày, làm sao mà truyền đạt lại điều đó cho thế hệ sau. Ngày hôm nay chúng ta có được cái tâm trạng là nhờ những như vậy, nhờ những vị như vậy. Nên chi cái điểm quan trọng đó là trong đời sống của một người Phật tử, dù là người xuất gia hay là cư sĩ, nếu chúng ta không có quý Phật pháp, nếu chúng ta không có trọng Phật pháp, thì chúng ta đã làm hỏng đi một phần lớn, phần cốt lõi của cái niềm tin của mình. Bởi vì chúng ta nên nhớ như vậy là sau khi Đức Thế Tôn ngài, khi Đức Thế Tôn ngài sắp viên tịch đó, sau khi Đức Thế Tôn ngài về tới thành của Vua Ba La và ở trong rừng Sa La trước khi ngài viên tịch, thì ngài đã dặn Tôn Giả Nan Đa và chư tỳ kheo rằng sau khi Như Lai viên tịch rồi, pháp và luật mà Như Lai giảng dạy là thầy của các con. Pháp và luật đó là gì? Đó là kinh điển. Kinh điển bây giờ là thầy của chúng ta. Chúng ta không có học một cách nghiêm túc thì chúng ta không có thầy. Chúng ta không thầy thì chúng ta tu cái gì? Chúng ta đi về đâu? Vì vậy nơi cái tinh thần mà học rất là quan trọng. Và chúng ta nhớ rằng Đức Phật thuyết pháp giáo hóa chúng sinh đó, đơn thuần chỉ một điều là vì nghĩ đến lợi ích và lòng thương xót chúng sanh. Nghĩ đến lợi ích là tâm từ, thương xót chúng sanh là tâm bi, lòng từ bi của chư Phật. Dạ, lòng từ bi của chư Phật hay lòng từ bi của Đức Phật khi thuyết pháp độ sanh đó, thì điều đó là điều mà chúng ta phải cảm kích. Chúng tôi có nhiều lần đi hành hương trước khi có đại dịch đó thưa quý vị. Mỗi lần đi Ấn Độ đó, cái lạnh, cái nóng, cái dơ, cái bụi của xứ Ấn Độ miền ở tỉnh Bihar, Uttar Pradesh á, mỗi lần chúng tôi đi như vậy, chúng tôi thường nhìn những điều đó và nhớ đến Đức Phật và các đệ tử. Chúng tôi muốn tất cả mỗi chúng ta nhớ một điều rằng Đức Thế Tôn ngài có thừa những điều kiện để có được một cái đời sống rất tốt, rất tốt. Chúng ta khoan nói đến là ngài có những đệ tử như là vua chúa, mà ngay cả như cấp cô độc bồng bí sa kha và rất là nhiều vị đàn tính khác, có thể lập những cái ban hộ trì tam bảo, có thể tạo ra cái cơ ngơi rất là tiện nghi đầy đủ cho Đức Phật và chư tăng. Nhưng mà Đức Thế Tôn ngài đã đi từ quốc độ này sang quốc độ khác, đi từ làng này sang làng khác, đi từ nơi này sang nơi khác. Có khi ngài ở trong rừng, ngài ở trong rừng mà ngài ở dưới một cái bóng cây và trời lạnh đó,
người trải nghĩ tăng Dề Lê và ngài ngồi ở đó, thì vương tử Avaya Kumara đến cũng thấy sốt ruột, sốt ruột sợ là Đức Thế Tôn không có an lạc. Thì Đức Thế Tôn ngài dạy rằng là nếu trong đời này có người nào gọi là người an lạc thực sự thì Như Lai là người an lạc, nhưng không phải là ngài không có chỗ ở, ngài có thừa những thứ đó thưa quý vị, nhưng mà ngài vẫn lên đường, vẫn dấn thân, và ngài không đặt nặng cái việc đó. Nếu trong cuộc sống này của chúng ta mà chúng ta đặt sai giá trị, tức là chúng ta sẽ đi sai con đường. Cái giá trị mà chúng ta cần nhấn mạnh, cần đặt ra ở tại đây là chúng ta thật sự đối với đạo thì chúng ta có quý chánh pháp hay không, và đối với sự phục vụ thì chúng ta có nghĩ đến cái lợi ích và cái lòng thương đối với người khác hay không. Bây giờ quý vị tưởng nghĩ đi, rất nhiều người không biết Phật pháp mà chúng ta nói Phật pháp, nói một cách bừa bãi, nói một cẩu thả, chúng ta không có trang trọng, không có cho người ta cảm thấy cái giá trị Phật pháp, thì làm sao mà chúng ta mang lại lời đạo cho người đó. Nên chi là con của Đức Phật, nên chi là những người mà muốn Phật pháp được trường tồn đó, thì chúng ta phải đặt lại cái nhìn của mình. Có lẽ là ngày hôm nay chúng ta bị cái bệnh, thưa quý vị, một cái căn bệnh muôn thuở đó, là chúng ta nặng phần hình thức nhiều quá. Cái hình thức nhiều quá đó, nó sẽ làm cho chúng ta quên bẵng đi cái gì là cái chính, cái gì là cái phụ, cái gì là cái hình thức, cái gì cái nội dung, cái gì là cái cốt tủy và cái gì là cái vỏ bề ngoài. Bởi vì Đức Phật ngài trong rất nhiều bài kinh đó, ngài luôn luôn nhắc chúng ta là nên biết cái gì là lỗi cây, nên biết cái gì là tinh túy, và nên biết là cái gì là cái mà chúng ta nên đặt trọng tâm. Chúng tôi có một lần nghe một người nói chuyện, người đó không phải nói chuyện về Phật pháp mà họ nói chuyện về cái chuyện về kinh doanh á, thì người vị đó không có nói một điều như vậy là một cái người mà thực sự có cái bản năng tốt để làm một nhà kinh doanh giỏi đó, là vị đó biết cái gì là cái ưu tiên. Nếu chúng ta sống mà cái nào nó cũng là bằng nhau hết, cái nào cũng là cá đối bằng đầu, không có cái nào mà cái nào thực sự quan trọng á, thì thật ra chúng ta chưa thấy được cái giá trị. Ở trong đời này thưa quý vị, nó phải có cái ưu tiên. Và cái ưu tiên đó là gì? Cái ưu tiên đó từ trong cuộc sống hàng ngày cho đến lúc tối lửa tắt đèn, cho đến trải qua những giai đoạn này và cái công trình khác, thì chúng ta biết rằng trong số muôn ngàn thứ phải làm đó thì có một vài thứ là cái ưu tiên. Vì nào mà học Thắng Pháp á, thì quý vị đó, quý vị sẽ nhớ được là ở trong Thắng Pháp á, thường nói đến gọi là Pháp trưởng hay là Pháp dẫn đạo hay là gọi là quyền duyên. Quyền là cái cơ quan hay là cái cơ cấu nền tảng, trưởng là cái dẫn đạo. Và những cái đó nó luôn luôn, nó là cái pháp cần được quan tâm. Bởi vì sao vậy? Tại vì chúng ta sống, chúng ta tồn tại, chúng ta phát triển dựa lên trên những điều đó. Và thành ra cái người tu tập, dù trong chuyện mà học pháp, hay là dù trong việc thực hành, hay là dù ở trong cái việc mà quần khóa sống vì cho tha nhân, thì tất cả chúng ta đều rất cần biết là cái gì là cái ưu tiên. Và cái ưu tiên ở tại đây thưa quý vị là như Đức Phật dạy, nếu chúng ta không có dành toàn thời gian cho pháp hành thì chúng ta dành thời gian cho pháp học. Và dù là pháp học hay pháp hành thì đối với người Phật tử thì chúng ta phải hiểu rõ mình đang học gì, đang làm gì. Và muốn hiểu rõ đó thì chúng ta phải thấy được rất là rõ là trong lời Đức Phật dạy đó, chúng ta phải tìm hiểu trước khi mà mình có ý kiến là tôi thích cái này, tôi thích cái kia, thì mình phải đặt vấn đề là mình có tìm hiểu rõ hay không. Có nhiều người không biết tìm hiểu rõ gì hết mà cứ nghĩ ra có ý kiến thôi. Những người này giống như là một người ra bên ngoài gặp ai cũng thương rồi, không biết là người đó ra sao. Tới chừng lấy rồi thì mới biết tôi không thích thì tôi không thích cái kia. Thì tương tự như vậy, có nhiều người họ bao giờ nghĩ đến cái chuyện là thích cái chùa này, thích thầy kia, thích bộ kinh nọ, nhưng mà rồi là thật sự hiểu thì họ không hiểu, học thì họ không học, không để ý, đi nhìn lối thoáng ở bên ngoài, nói câu vô thượng vô phạt rồi cứ theo đó thôi. Nên chi đối với tất cả chúng ta đó, khi mà gọi là học Phật, học một cái nghiêm túc, thì cái mà rất cần là chịu khó tìm hiểu.
Do vậy có đôi khi quý Phật tử nhận thấy rằng ở một vài vị giảng sư dường như các vị rất là khó tính, là tại sao cái việc đó phải phải nói tới nói lui, phải đặt lại vấn đề, phải phân tích từng chữ từng lời. Nhưng mà nếu mà chúng ta tu, nếu chúng ta học giống như mình uống thuốc vậy đó, mà mình không hiểu rõ mình đang dùng thuốc gì cho việc gì, thậm chí thưa quý vị, có những loại thuốc á mà mình phải uống trước khi ăn, có là uống rồi sau khi ăn, có thuốc uống buổi sáng, khi uống thuốc buổi chiều, mà mình không hiểu rõ thì thực sự nó cũng có đạt đến cái công năng của nó. Vì vậy chúng ta phải đặt lại vấn đề. Chúng tôi thưa quý vị rằng chúng tôi đang tiếp lời của chư Tôn Đức. Nếu mà Hòa Thượng Từ Siêu hay chư Tôn Đức có vị nào có mặt ở trước máy, quý Phật tử cho chúng tôi biết nha. Ô dạ, dạ thấy Hòa Thượng Từ Siêu rồi. Nãy giờ xin lỗi sư huynh, không biết sư huynh có mặt ở trước máy. Bạch Hòa Thượng Từ Siêu, là khi chúng ta đọc vào bài kinh ngày hôm nay đó, thì nó như một loạt các bài kinh, thì chúng ta thấy rõ ràng là ác ma đã theo Đức Thế Tôn từ lúc mà Ngài chưa thành đạo cho đến khi Ngài mới thành đạo, và có thể nói xuyên suốt, và ác ma xuyên suốt trong cuộc đời hoằng pháp Đức Phật, ngay cả đến khi Ngài sắp nhập diệt thì ác ma vẫn theo Đức Thế Tôn. Thì điều này đấy, nó cho chúng ta một bài học là ở trong cuộc tu của chúng ta thì chúng ta không phải là Phật, và dĩ nhiên chúng ta không phải là đối thủ ác ma cả, mà không phải theo như vậy. Nhưng mà nếu có những cái phiền toái, những cái phiền toái cứ bám theo mình, nó bám theo hoài ở trong cuộc tu, ở trong sự hoằng pháp, thì chúng ta nên làm gì để chúng ta hóa giải được những cái phiền hà trong lòng? Bởi vì rõ ràng là nếu không khéo đó, thì Đức Phật ngày khác Ngài đã giải thoát hoàn toàn quý vị, nhưng mà đối với tất cả chúng ta thì chúng ta là người chưa có, mà những cái hệ lụy, những cái phiền toái mà đã đeo mang trong cuộc đời tu hoằng pháp thì chúng ta hóa giải bằng cách nào? Xin thỉnh ý kiến của Hòa Thượng. Anh Bồ Tát Thầy nha. À, kính bạch và thượng trực đẳng, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa các Phật tử, trước hết thì chúng ta cũng chú ý là đối với Đức Phật và chư vị A-la-hán thì Ngài đã đoạn trừ phiền não. Cho nên trong cuộc đời hoằng pháp của Ngài, nếu mà có ma khảo quấy phá chi phối thì đó là ác ma hay là thiên ma. Còn như đối với các vị tỳ kheo còn phạm nhân thì nó cũng có thể là thiên ma quấy phá, có thể là phiền não ma nó quấy phá cái lì sẽ ma ra. Thì bây giờ trong cái câu hỏi làm thế nào để hóa giải những phiền toái nghe dẫn bám theo cả cuộc tu, thưa quý vị, khi ma bám theo Đức Phật suốt cả cuộc đời, khi Ngài còn là vị Bồ Tát Thái tử Sĩ Đạt Ta, lúc mà Ngài ra vừa
ra khỏi thành cái Tỳ La Vệ thì lúc đó thiên ma cũng đã xuất hiện để cản trở ngài, cho đến khi mà ngài vừa thành đạo, vừa đi ngang trong lúc này hoàn pháp, cho đến khi ngài sắp đi tịnh đến bàn thiên ma cũng theo, cũng vì cái phiền não ma đó nó theo đuổi chúng ta riết. Nhưng mà ở đây đó, những cái phiền não ma, tức là những thứ phiền não mà nó tự khởi ở trong lòng, trong nội tâm, rồi những cái tâm bất thiện, vấn đề ở chi phối. Thí dụ như một vị pháp sư đi thuyết pháp mà người ta khen, người ta ca tụng, thì coi chừng những cái phiền não tham hoặc là mạn, kiêu mạn nó khởi lên. Nếu như người ta chê thì phiền não sân có thể khởi lên. Nếu như nghe Phật tử ai đó đi khen một vị pháp sư khác thì cái phiền não ganh tị nhé, nó sẽ khởi lên, vân vân. Thì những cái thứ phiền não khởi lên nhiều lắm thưa quý vị. Thì bây giờ để hóa giải đó, trước tiên và điều trên hết là vị ấy phải có cái sự ý thức, phải có sự nhận thức rõ ràng. Nếu như bản thân của vị đó mà không có cái sự nhận thức, đây là những phiền não ma, nó sẽ quấy phá cuộc tu, cuộc đời tu, cuộc đời hoằng pháp của ta. Nếu không có sự ý thức thì chính cái phiền não đó nó sẽ quật ngã vị này. Chư về Pasahati Maru Watu Rukhang của Đức Bà Lạc, phiền não ma sẽ uy hiếp kẻ ấy như gió xô ngã kẻ yếu vậy. Vì thế cho nên thứ nhất là vị đó cần phải có cái sự ý thức nhận diện được cái phiền não này là phiền não ma, nó nguy hiểm, nó có thể uy hiếp cuộc tu của ta. Đó là một cái điều tiên khởi. Từ đó vị này mới bắt đầu có cái hướng để mà hóa giải. Sau khi đã có sự nhận thức như vậy rồi cũng chưa đủ, bởi vì phiền não nó kỳ lắm thưa quý vị. Do cái thường cận y duyên, do cái phiền não tìm miên, cho nên khi mình suy nghĩ được như vậy thì tạm thời nó lắng dịu xuống, nhưng mà rồi nó cũng sẽ bộc phát khi mà nó gặp cảnh đã có tâm giải tâm, dòng lòng dặn lòng rồi, nhớ đừng có ganh tị. Thế nhưng
khi mà nghe Phật tử khen ngợi vị pháp sư khác thì cái tâm mình cũng cảm thấy nó lóe lên một cái sự aratic, không có quan hỷ, không có vui. Thì ngay trong lúc đó không khéo thì những cái phiền não nó lại tiếp tục dậy khởi và tấn công. Cho nên trong cái cuộc tu, sau khi nhận thức được phiền não là kẻ thù, tiếp đến là vị này phải thường xuyên tùy quán các pháp hữu vi đều là vô thường. Cái gì nó cũng có thịnh, có suy, rồi hưng vong, có sanh có diệt. Thường xuyên quán xét như vậy, cái này nó vẫn sẽ giúp cho chúng ta hóa giải được phiền não. Hóa giải được phiền não nhiều lắm thưa quý vị. Có thực hành đi, rồi chúng ta sẽ thấy có hiệu quả. Mặc dù có những thứ thuốc chúng ta uống vào chúng ta cảm thấy sao mà hình như là nó không có hiệu quả, nhưng mà chúng ta ráng kiên trì uống một thời gian sau thì chúng ta sẽ thấy cơ thể có sự biến đổi khác đi, và cái sức khỏe chúng ta bắt đầu nó hưng vượng lên, cái đề kháng chúng ta lại tốt. Cái đó là do cái sự kiên trì. Bởi vậy chúng ta kiên trì tùy niệm cái pháp vô thường. Thứ hai nữa, nếu như chúng ta không có tùy quán cái pháp vô thường thì chúng ta phải thường xuyên chúng ta tùy quán cái khổ dukkha, dukkha dupassana. Chúng ta nhìn thấy khi mà chưa chấm dứt luân hồi thì cái khổ vây quanh. Thế nào là khổ vây quanh? Trong cái cuộc sống này rất chắc là cái khổ do nghiệp quả nó chi phối. Ở trong đời quá khứ xa xưa mình đã tạo cái ác nghiệp gì thì bây giờ mình phải bị đau bệnh hay bị nghèo khổ đói khát vân vân, cái đó là do nghiệp quả, hoặc là bị người ta phỉ báng, người ta đánh đập, tất cả cái đó là do nghiệp quả quá khứ. Kẻ phàm phu chúng ta khi mà còn sanh tử luân hồi thì chúng ta phải chịu cái khổ do quả nghiệp. Chúng ta quán thấy như vậy, chúng ta quán thấy cái khổ thứ hai đó là có ở đây phải bị già chi phối, bị bệnh chi phối, bị chết chi phối. Cái khổ mà khi có cái thân ngũ uẩn này bị già bệnh chết chi phối, đó là cái khổ thứ hai của cuộc sống. Cái khổ thứ ba của cuộc sống là cái gì vô thường, có sanh có diệt, mà nó diễn biến sanh diệt như vậy thì cái đó nó mang cái đặc tính khổ. Những tình quán gì? Rồi nghĩ xa hơn nữa là chúng ta thấy cái khổ do cái hạnh nghiệp nó sẽ tạo ra cái khổ tái sanh ở cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, hay là sinh lần trời lần người đi nữa rồi cũng phải luân hồi trở đi trở lại. Và trong những cái kiếp luân hồi đó đó, bây giờ mà mình không được hạnh phúc, không được an lạc, gặp người cha người mẹ không có
thương yêu vì mình thì mình đã khổ trong hiện tại, thì mình nghĩ rằng kiếp luân hồi tương lai sợ có thể là mình cũng gặp những người này nữa, thì cái đó là cái khổ. Hay là bây giờ mình gặp những người cha mẹ hiền lành, thương yêu con cái, nhưng mà mình nghĩ rằng không phải lúc nào mình cũng được may mắn như thế đâu. Trong dòng sanh tử luân hồi, nếu như chúng ta kém phước một chút là gặp những người cha người mẹ độc ác, thì lúc đó chúng ta khổ, vân vân. Chúng ta suy nghĩ cái khổ luân hồi. Như vậy thì chúng ta quan sát bốn cái khổ trong cuộc sống này. Cái khổ do nghiệp quả, cái khổ do thân già bệnh chết, cái khổ do cái pháp hữu vi là vô thường, khổ do kéo dài cái sự luân hồi trở đi trở lại trong các kiếp sống. Chúng ta thường xuyên quan sát như vậy, thưa quý vị, có thể nói chúng tôi thì không dám mạnh miệng, chúng tôi bảo đảm chứ chúng tôi có thể nói với quý vị là người mà quán sự khổ thường xuyên như vậy thì khi mà gặp cái hoàn cảnh éo le ngang trái, quý vị sẽ có khởi phiền não, ít có khởi phiền não. Bởi vì tại sao? Chúng ta quá sự khổ đã quen rồi, cho nên có khổ nữa, gặp cái hoàn cảnh ngang trái nữa, thì lúc đó chúng ta cũng nghĩ đời đau khổ là như vậy, đời đau khổ là như vậy. Lúc đó thì chúng ta sẵn sàng để mà chúng ta giải tỏa được cái tâm của mình, nó không có bị, không để cho phiền não chi phối. Bởi vì phiền não tham sân si mà chi phối nó khổ lắm, thưa quý vị, nóng nảy lắm. Mà do vì chúng ta quán cái sự khổ thường xuyên, cho nên chúng ta sẽ chai lì đi, chúng ta sẽ không có thấy nó là một cái gì nữa, chúng ta sẽ xem thường nó. Hoặc là chúng ta quán cao hơn là chúng ta quán về cái tùy quán về cái pháp vô ngã, vì rằng chúng ta còn ngã chấp sắc quẩn là ta là sắc quẩn, trong sắc quẩn có ta, trong ta có sắc quẩn, thọ tưởng hình thức cũng như thế. Vì còn ngã chấp đối với cái thân này, đối với ngũ quẩn này, cho nên dễ sanh lên phiền não lắm. Hệ trường có sự chấp thủ là còn có phiền não sanh khởi, tham hoặc sân hoặc si. Khi quán vô ngã, chúng ta thấy rằng các pháp hữu vi sinh khởi có duyên, sanh có duyên, diệt tùy duyên, sanh tùy duyên, tùy duyên mà diệt. Nó tất cả pháp hữu vi đó là rỗng không, siêu gia tạp, không có những cái thân thể, một cái chữ nguyên nào có thể điều khiển sai khiến sắp xếp được. Chúng ta quán vô ngã như vậy chứ. Cái điều này ngài tôn giả Sariputta ngày ngày dạy đấy, thưa quý vị, ngày dạy các vị tỳ kheo quán vô ngã để mà dẹp trừ những cái phiền não. Rồi lại nữa, thưa quý vị, chúng ta còn nhiều cái pháp môn khác để mà chúng ta giải trừ những cái phiền não. Ngoài cái vấn đề mà chúng ta quán tạm tướng ra đó, chúng ta phải làm sao để chúng ta suy xét tịnh tịnh của Niết Bàn, cái đặc tính tịnh tịnh của Niết Bàn, Upasama, Upasambo. Khi mà chúng ta suy xét Niết Bàn là tịch tịnh, là chấm dứt cái sự hiện hữu của ngũ quẩn, khổ này do phát sinh ngũ quẩn, phiền não phát sinh lên là do nơi nơi đây mà có. Thì bây giờ chúng ta suy xét Niết Bàn thì chúng ta quan hệ, quý vị đừng có sợ Niết Bàn, tại vì chúng ta hiểu theo đa số đó, họ nghĩ rằng
tu cực khổ rồi cuối cùng không hưởng gì hết, rồi tiêu tan hết. Họ nghĩ vậy họ sợ. Nhưng mà bây giờ người có trí sẽ thấy rằng hưởng thụ để làm cái gì? Nếu như còn hưởng thụ tức là còn cái sự khổ đau, cũng giống như đã ngứa để làm gì? Hễ còn cái cảm giác đã ngứa có nghĩa là còn cái sự đau khổ. Không biết là quý vị có bệnh ngứa hay không, chứ từ khi mà có cái bệnh ngứa trong người rồi thì thưa quý vị, không phải là ngứa một ngày hai ngày mà ngứa hàng tháng trời. Mình nghĩ là ngứa như vậy, mình gãi ở phía trước, ở sau lưng thì dùng cái cây gãi, gãi thì nó đã ngứa thiệt đó, nhưng mà nó phiền toái quá. Chúng nghĩ chúng sanh nghe cũng vậy đó, chúng sanh ở trong đời này hưởng thụ cảm thọ lạc, cảm thọ hỷ, hãy càng hưởng thụ thì nó càng phát sanh lên khổ ưu. Người nào vui nhiều khổ nhiều, vui nhiều buồn nhiều. Do đó cho nên chúng ta thấy rằng là chỉ có niết bàn là an vui. Anicca vata sankhara uppa dawaya thammino paccitta nirucchanti te sang vu pasmo sukho. Pháp hữu vi, tự tính vốn vô thường, có sanh ác khởi diệt, tịnh được pháp hữu vi ấy mới thật sự an lạc. Cái sự an lạc ở đây không phải là an lạc cảm thọ lạc, cảm thọ hỷ, mà lạc của niết bàn đó, nibbanang paramasukhang, được chú giải giải thích nếp đúc khô sức khăn, nếp đúc khô sức khăn, thì không có khổ, không còn khổ, mất đi cái sự khổ, thì đó là lạc, mất đi sự khổ là lạc. Nếu giống như tình trạng là khi mà chúng ta còn cái hạnh phúc, còn cái lạc của đã ngứa, nhưng thì sau đó sau khi gãi thì bắt đầu khổ, thì bây giờ cái khổ cái lạc của cái người không còn ngứa nữa đó, tức là không còn cảm thọ đã ngứa, cái đó mới thật sự là lạc, mới thật sự là khỏe. Chứ còn nếu như mà lạc mà của đã ngứa đó thì thưa quý vị, nó vẫn còn khổ. Còn bây giờ không còn ngứa nữa thì không còn ngứa có nghĩa là không còn lạc của đã ngứa đó, thì lúc đó mới thật sự là hết bệnh, mới được sẽ vui. Cho nên khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta thường xuyên quan sát về vô thường khổ đau vô ngã, quan sát về tịch tịnh niết bàn chỉ bao nhiêu đó thôi thưa quý vị, là đủ để cho chúng ta dứt trừ được những cái phiền não căn bản đó thưa quý vị. Còn nếu mà nói về những cái pháp, những cái pháp môn mà gọi là chữa lửa đó hay là sơ cứu thì nhiều lắm, pháp môn sơ cứu nó nhiều lắm. Tu tập như đất, tu tập như nước, tu tập như lửa, tu tập như gió, hay là chúng ta quan sát về cái thân này nó bị bệnh mắt, bệnh tay, mũi lưỡi vân vân, ở trong 10 cái điều sanh gia, tức là 10 cái pháp tướng trong bài kinh Virabhananda. Thì ở đây thưa quý vị, những cái pháp mà Đức Phật Ngài dạy cho thì không mê khí giá cũng được, mà 7 cái pháp tu tập mà Đức Phật Ngài dạy cho Rahula cũng được,
mà 10 cái pháp tưởng mà Đức Phật Ngài dạy cho thầy Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Virumānanda cũng được. Nhưng mà căn bản làm cho thành thường tận y duyên và có thể tiến đến đạo quả nhanh chóng đó là chúng ta cứ quán vô thường, khổ đau, vô ngã. Nếu mà bốn cái pháp đó thưa quý vị nó trở thành Niyatthamma, Niyatthamma tức là pháp ứng tri. Ngài Hòa Thượng Tịnh Sử hồi xưa Ngài nhắc, Ngài nói là mình học ví dụ pháp đó, là chỉ nhớ bốn điều thôi. Ngũ uẩn là vô thường, khổ đau, vô ngã. Niết bàn là tịch tịnh. Cho nên cứ quán vô thường, khổ đau, vô ngã và tịch tịnh niết bàn rồi vậy là xong. Tu chỉ có đó là căn bản, mà phải thường, phải trường kỳ. Chúng ta uống thuốc, nhất là đông y thưa quý vị, muốn cho có hiệu quả, có kết quả là chúng ta phải uống thường kỳ, uống trường kỳ. Chứ uống một năm ba tháng thì không có. Cái bệnh của chúng ta là bệnh trầm kha, nó đã thâm nhập lâu rồi, thì bây giờ chúng ta phải uống trường kỳ nó mới hết bệnh được. Thì đó là một vài điều mà chúng ta xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của Thượng Tọa cho cảm ơn. Nam Mô Bố Thầy. Sa thú cái trình Hòa Thượng Tự Sư. Bây giờ để Thượng Sư Quỳnh đi nghỉ. Thượng Tọa Tuệ Quyền ơi, Thượng Tọa có còn ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Quyền còn ở trước máy, xin Thượng Tọa Tuệ Quyền trả lời tiếp cho cô số 3. Thượng Tọa Tuệ Quyền, chúng ta thấy một điều rằng ai trong chúng ta sống thì cũng có bị khen và chê. Mình làm cái gì cũng bị khen chê hết, dù là già hay trẻ, lớn hay nhỏ, hay dở, lúc nào cũng bị khen và chê hết. Và tội nghiệp nhất là những người nổi tiếng như là tài tử hay là ca sĩ vân vân. Thì cái kinh nghiệm của Thượng Tọa Tuệ Quyền là làm sao mà khi chúng ta đối diện với khen chê mà tâm của chúng ta ít bị dao động, ít bị chi phối. Kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền. Dạ, Nam Mô Bố Thầy, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sằng Khai, dạ, Thưa Đức Chúng Được Nghe Rõ, dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Chư Tôn Đức Tăng, chúng tôi thân chào đến quý tu nữ cũng như Phật tử. Dạ, quả thật thì có thể nói rằng cái khen cái chê này, hỏi rằng cái phương pháp đối phó với cái chuyện ta chê mình, ta khen mình thì khỏi nói rồi. Thì cái chuyện đó chuyện mà là cái tâm tu. Nếu như người ta khen mình mà mình không bị dao động á, thì người ta chê mình cũng bị dao động. Nhưng điều mà không dễ dàng trước tám ngọn gió đời này, và đặc biệt tức là cái sự khen sự chê, thì quả thật thì như cái bài học hôm nay chúng ta thấy ác ma nó chỉ xen qua cái chuyện mà khen chê thôi. Đức Phật Ngài khẳng định ta không có dao động vì chính nó, bởi vì ta làm vì cái sự từ bi, vì cái sự tế độ của chúng sinh. Đây cũng là một cái tinh thần để chúng ta suy nghĩ. Và cái nào cũng vậy. Thường thường á, với cái cá nhân con làm cái việc gì cũng vậy trơn. Con nghĩ rằng là làm hết sức mình, rồi thì tùy duyên, chê hay khen gì đó là tùy người ta. Đó là quả thật, chứ mình không nghĩ rằng mình mong được tất cả là người khen chê đâu. Mình làm hết sức mình, vừa giảng hay là vừa dạy hay là vừa làm bất cứ một cái việc gì mà người ta, mình có thể làm giúp cho người ta, hay hoặc là trong cái việc giảng dạy cũng vậy, thì làm hết sức mình. Còn cái chuyện khen, chuyện chê gì đó là thật sự ra thì dĩ nhiên mình cũng có những lúc người ta cũng đề đạt mình như thế này, đề đạt mình như thế kia, phải như thế nào, phải như thế nọ, thì lúc đó đóng nghe. Nhưng hỏi rằng lúc đó cái tâm mình có buồn không? Cũng có đó chứ, chứ không phải là không. Nhưng chính vì mình không có đặt trọng tâm, hôm nay
mình tới đây nó phải như thế này, phải tới đây nó phải như thế kia, thì nó đỡ lắm quý vị. Đừng có hy vọng nhiều, rồi chúng ta mình lại thất vọng. Đặt nhiều một cái chúng ta dồn hết sức để chúng ta cho một cái chuyện gì đó, rồi rốt cuộc nó không như ý của mình, thì mình cảm thấy mình thất vọng. Thì chúng ta hạn chế bớt thì nó sẽ đỡ hơn. Chứ còn nếu như mà phải nói rằng trong cái tính phàm phu mà ở trong cuộc đời, chúng ta cũng nhớ lại cái lời Phật dạy. Đó cũng chính là những cái điều mà trong một cái đoạn thơ nó ác ma nó cũng khen cũng chê Đức Phật. Thế Đức Phật nói rằng: này ác ma, ở đời mà chỉ có một người mà được khen mà không bị chê á, thì không có tiền ở cuộc đời này. Mãi mãi bị chê thì cũng có, mãi mãi được khen cũng có. Ở cuộc đời này được khen bị chê đó là cái chuyện thường tình, không có làm sao động. Thì ở đây chính Đức Phật Ngài đã dạy cho chúng ta những cái ý nghĩa như vậy rồi. Thì nếu chúng ta hiểu biết được thì chúng ta áp dụng thì nó đỡ hơn, nó giảm thiểu hơn trước cái lời khen chê. Sự thật ra mà nói nhiều khi mình nói cái miệng mình cần được cái sự chỉ dạy, cần được một cái sự chỉ lỗi cho người. Chúng ta nói đó trên dựa trên cái kinh văn, nhưng ở đây nói trên cái tinh thần thực tế đó. Được người trí chỉ lỗi như là chỉ chỗ chôn vàng, nhưng chúng ta phải được hiểu được một cái, hiểu được người ta chỉ mình cái sai, cái điểm sai của mình, cái điểm cần bổ khuyết của mình, hay là cái sự thiếu sót của mình, thì đó mới chính là một vấn đề. Sợ là chúng ta bằng một cách tức là hy vọng, bằng một cách tức là mong muốn người ta phải, mình phải được khen như thế này, phải như thế kia, thì coi chừng chúng ta sẽ thất bại. Và như đã nói ở trong cái thời giảng thì Đức Phật đã nói cũng vậy đó, cũng làm cái việc gì nó đúng, làm việc gì mà nó cũng tùy duyên. Người ta không có hợp chủ duyên với mình thì chắc chắn người ta chê mình là đúng. Thì còn có người mà hữu duyên với mình thì mình nói ít người ta cũng hiểu, nói nhiều người ta cũng vui. Còn cái người mà người không hữu duyên với mình, nói ít thì người ta không hiểu, nói nhiều thì người ta không hiểu gì hết luôn. Thì ở đây là chắc chắn là như thế. Cho nên vì vậy cái tình huống này là cái tình huống chúng ta phải có một sự chuẩn bị trước bằng cái tâm, tức là chúng ta đừng có quá đầu tư, đừng có phát đặt một cái điều kiện cho chính họ. Thì và chúng ta bằng cái tâm tư của mình làm hết cái sức mình, vận dụng hết cái những gì mình có thể làm được thì mình làm, còn chùi chiều theo cái tất cả trên cái quy trình đó là cái nhân cái quả trong cuộc đời này. Chứ sự thật ra mà nói, để giảm thiểu ở đó là chúng ta phải có một cái tâm khéo tu kìa. Cái tâm khéo tu. Chứ còn nếu như chúng ta không khéo tu thì thời chúng ta rất là nguy hiểm. Quý vị biết là không phải là chúng ta, đừng có nghĩ rằng là người lớn hơn mình thì người ta chê mình, người ta ý kiến như mình đề đạt với mình là một chuyện đúng rồi. Nhưng điều nếu như mà tâm mình không bình tĩnh, tâm mình mà không có cái sự tu tập thì mình cũng bị dao động luôn. Chứ đừng có nói chi là người nhỏ. Người nhỏ mà người ta đề đạt người ta ý kiến thì chúng ta sẽ nói là sẽ rất là khó vượt qua. Bởi vì tâm con người mình chấp thủ, nghĩ rằng mình hơn người, nghĩ rằng mình là thầy người ta, hay nghĩ rằng mình lớn hơn người ta, nghĩ rằng mình đi trước người ta, vân vân. Thì tất cả những cái điều đó là điều chúng ta càng suy nghĩ như vậy thì nó càng là một điều mà chúng ta làm cho chúng ta phải nói là rất là khó. Bởi vì cho nên khi mà người mà đón nhận được cái người dưới mà người ta đề đạt, hay người ta ý kiến, hay người ta chỉ trích mình ngay cả vậy luôn, mà chúng ta biết đón nhận, thì tất cả những lời gì ở trong cuộc đời này chúng ta cũng sẽ có thể chấp nhận được. Cũng như là ở bên phương Tây sống có anh ta hay, cha mẹ cứ xin lỗi con, mà cái sự xin lỗi đó nó cũng là một điều rất là hay, nó giáo dục cho con. Xin lỗi con khi mà làm một cái điều gì đó nó sai, nó không vừa lòng con, mình xin lỗi nó,
bởi vì mình có lỗi với nó, thì đó cũng là một cách, tức là sống nó đúng cái tinh thần và Phật pháp đó quý vị. Tức là người ta không nghĩ rằng cha mẹ lúc nào cũng sẽ đúng. Khi chúng ta làm cái điều cho con nó không đúng, có đúng hứa với con, hứa mua cái này cho con, hứa thưởng cái này cái kia cho con, rồi cha mẹ quên, đây là một điều cha mẹ có lỗi, mà cha mẹ biết lỗi đó mà chỉ nói thôi xin lỗi con, ba hay mẹ đã có một cái đã quên đi rồi, thì bây giờ xin lỗi con sẽ bù đắp lại bao nhiêu đó thôi. Nhưng nếu đứa trẻ nó là một người hiểu biết ấy, thì nó rất là đặc biệt, cái đời sống của nó sẽ biết đón nhận cái lỗi lầm của nó. Còn ngược lại, nếu như chúng ta cứ nghĩ rằng mà cứ lấy thịt đè người để chết, thì đó cũng là những cái điều mà chúng ta thấy xin lỗi con, hay là người ta chào mình chào lại, đó cũng là một cách, chứ không phải là buộc mình lớn hơn người ta. Người ta chào mình là đúng rồi, nhưng điều mình cũng có như là trên kính dưới nhường. Cái tinh thần đó thì chúng ta phải tập sống như thế thì chúng ta sẽ có cái sự đối phó nó được. Chứ còn nếu như mà chúng ta cứ sống theo một cái ở nghĩa rằng mình không có lỗi gì, mình phải xin nó, mình là lớn hơn nó, hay đệ tử nó ý kiến với mình, sư phụ quên cái điều này, sư phụ quên cái điều kia, mà chúng ta có thể lọt lỗ tai của chúng ta có thể chấp nhận được ở trong cuộc đời này, vậy thì cuộc sống này nó yên ổn lắm, và nó yên vui và nó tốt lắm. Chứ còn nếu như mà chúng ta cứ ảnh hưởng, cứ lúc nào cũng muốn mà khen và hoài, thì cái chuyện này không có. Và quả thật thì trong cái cuộc sống đời thường và cuộc sống tu tập của chúng ta đó quý vị, thì có thể nói rằng là chúng ta sống làm sao bằng cái tâm, bằng cái tình, hết sức mình, còn tất cả giai thủy hư vọng trong cuộc đời này chứ không thể nói là nó như thế nào được. Và kính bạch Hòa Thượng, đây chính là đôi lời của con suy nghĩ cảm nhận như vậy, và nếu có điều gì cần bổ túc thì kính con thỉnh ngài. Nam mô Bố Thầy nhé. Sa thủ chương trình thì tội tuyệt quyền, thưa Phật tử, còn hơn 10 phút sau cùng của chương trình hôm nay, chúng thì xin được chia sẻ với quý vị một điều về điểm này đó. Thì nó hơi mang tới cách thời sự một chút, nhưng mà nó cũng là dịp để tất cả chúng ta suy niệm về Phật pháp. Ở đây chúng tôi muốn nói đến trường hợp cuộc chiến ở tại Ukraine, mà ở Việt Nam chúng ta thường gọi là Ukraine. Thì cuộc chiến này đang có một ảnh hưởng sâu rộng đến cả thế giới. Bây giờ nó không phải chỉ riêng đối với người Ukraine, mà ở trong tương lai rất gần. Không biết là nơi quý vị ở có bị ảnh hưởng chưa, nhưng mà như nơi chúng tôi ở đó thì giá xăng hiện tại rất là cao. Đó là một cái hệ quả trực tiếp từ cuộc chiến tranh. Và khi giá xăng cao đó, thì tình hình kinh tế nó sẽ có nhiều cái xáo trộn. Vì vậy, chúng tôi rất là mong là quý Phật tử đừng ơ hờ nghĩ rằng cái chiến tranh nó nằm ở Ukraine nó không ảnh hưởng đến chúng ta, mà chúng ta cũng nên có một số những cái chuẩn bị tương đối cần thiết. Nói thì nghe rất là đáng, nhưng mà bệnh dịch vừa hết rồi thì tới chiến tranh và bệnh dịch đều gây ra những cái xáo trộn lớn cho cuộc sống. Và nếu quý Phật tử mà có một ít sự chuẩn bị thì nó tốt hơn, đừng nghĩ rằng việc đó sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Điều thứ hai, thưa quý vị, người Việt Nam của chúng ta đó là có một cái liên hệ nhiều với cả hai bên Nga và Ukraine, đặc biệt là những người trong nước. Còn những người ở hải ngoại thì dĩ nhiên là phần đông là ủng hộ Ukraine, bởi vì và quý vị có thể chờ chút xíu.
Dạ, quý vị hoàng trời chấp sự. Hello. Hello. Anh Hiệp Phó Hỷ chờ 10 phút nữa, tôi đang nói chuyện trong podcast anh chị. Dạ, tôi làm việc podcast. Dạ. Dạ. Xin lỗi quý Phật tử. Và người Việt Nam và nhất là những người mà có liên hệ với chính quyền đó, thì lại ủng hộ bên Nga. Và thậm chí người ta còn nói rằng Ukraine bị đánh là theo phát xít. Mà thật ra thì Ukraine không có theo phát xít gì hết, chỉ có Nga muốn đánh Ukraine. Chúng ta phải thành thật mà nói như vậy. Tuy nhiên ở đây điều mà chúng tôi muốn dùng là một cái ví dụ đó, là chúng ta đừng để cho cái chuyện mà thương bên này ghét bên kia, hay là theo bên này chống bên kia đó, là mất đi cái tâm từ bi của người con Phật. Chúng ta nên có một cái nhìn là đối với tất cả chúng sanh đau khổ thì chúng ta nên nuôi dưỡng tâm bi mẫn. Và thật ra ở trong chiến tranh không có tốt cho ai hết, nói thẳng như vậy. Dù là người gây chiến là tạo tội ác, hay là người bị thảm họa chiến tranh, tức là bị đau khổ, cũng tốt cho bên nào hết. Nó sẽ là một điều rất là đáng tiếc nếu chúng ta là người Phật tử mà khi xảy ra bất cứ cái việc nào mà chúng ta hay có cái tâm là theo bên này chống bên kia, mong cho bên này thắng, mong cho bên kia bại. Điều đó nó có thể dẫn chúng ta đi vượt ra khỏi cái tâm từ bi của người con Phật. Nếu trong một buổi sáng chúng ta thức dậy mà nghĩ đến những người đang sống ở trong bom đạn, trong sự lo sợ chết chóc, trong cái sự ly biệt với người thân của mình, mà chúng ta nghĩ bằng tâm bi thật sự được, thì chúng ta sẽ không mong muốn ai chết, chúng ta không muốn ai đánh ai, và chúng ta cũng sẽ không mong muốn chiến tranh. Sẽ giúp chúng tôi đem điều này để bàn ngày hôm nay là bởi vì chúng ta nên đặc biệt lưu ý tâm của con người rất là dễ xu hướng, rất là dễ theo bên này theo bên kia, và tâm của chúng ta rất dễ đánh mất đi từ bi. Điều đó là điều mà chúng ta phải thành thật nhận. Hồi chúng tôi còn nhỏ thì nhớ đi học ở trường, có khi bạn bè cùng lớp đánh lộn với nhau đó, thì học trò mà còn nhỏ cũng hào hứng binh bên này binh bên kia. Nhưng mà tôi lớn lên rồi, mình không phải chỉ có trẻ em mà người lớn cũng vậy, người già cũng vậy. Chúng ta luôn luôn chọn lựa. Nó tương tự như là ở bên Mỹ, thưa quý vị, có những cái đội banh, những đội banh mà họ chơi banh cho tiểu bang này, cho tiểu bang kia, hay cho trường đại học này, trường đại học khác đó. Thì có một số người họ lại rất có thiện cảm với đội banh này, và họ luôn luôn ghét đội banh kia. Nhưng mà thật sự nói cho cùng thì cái thương, cái ghét của binh bên này chống bên kia, nó chỉ là những thứ cảm xúc thôi. Bởi vì thực tế mà nói đó, thì những đội binh của Mỹ là họ thường đổi chủ, đổi huấn luyện viên và đổi những cái cầu thủ, những tay chơi binh nữa. Tại vì sao vậy? Người ta cứ bỏ tiền ra họ mua qua mua lại. Mặc dù người ta rất là chuộng, người ta gọi là mình là một fan hay là một người hâm mộ của đội banh này, hâm mộ đội banh kia, nhưng cái đội banh đó nó không có thật. Chúng tôi, quý vị đừng ngạc nhiên khi chúng tôi nói là không có thật, là bởi vì chúng tôi nói đó là cái mà một tên gọi là đội banh, nó chỉ là cái tên thôi. Ví dụ như ngày xưa ở Houston có cái đội banh tên là Oil là dầu hỏa, tại vì Houston là thành phố dầu hỏa, thành ra họ lập đội banh gọi là Oiler. Nhưng mà sau này đội banh đó họ đã dời về trên Memphis hay tên tiểu bang nào đó, họ cũng mới giữ cái tên như vậy. Thì chúng tôi thưa quý vị như vậy là một đội banh có thể mua, có thể đổi chủ, những người chơi banh cũng có thể thay đổi, những huấn luyện viên cũng có thể thay đổi. Nhưng mà chúng ta có khi chúng ta sống, chúng ta chết, chúng ta vui, chúng ta buồn với một đội banh
thì cái đó là cái quán, cái mù quán của chúng ta, cái ảo giác của chúng ta. Cái ảo giác này nó nặng lắm, cái ảo giác rất là nặng nề, và điều đó giống như chúng ta vậy. Nên khi mà mình tu tập một Phật pháp đó, thì mình nên nhìn sự vật nó vượt lên trên cái thường tình, và làm thế nào đó mà trong cái cuộc sống hạnh, cái vui cái buồn dù là chúng ta chưa đắc thánh quả, nhưng mình đừng để cho nó đi quá xa. Ví dụ như là mình có thể vui cái buồn với cái thân dây người khác, nhưng mà lấy điều đó trở thành một chuyện mà phải phản ứng mạnh mẽ, phải sống phải chết với nó, thì chuyện nó hơi quá. Hay hoặc giả là quý vị có thể thích đồ bên này, không thích đồ bên kia, nhưng mà mặc sắc đồ bên kia, mặc sắc cái nặng nề, thật ra nó chẳng có gì để mặc sắc đó. Đồ bên nào đúng là đồ bên, nói gì vậy thì cũng kỳ. Chúng ta trong cuộc sống hay có cái thái độ như vậy, thưa quý vị. Đằng sau thứ đó, nó chỉ là tiền bạc. Đằng sau những thứ đó, nó chỉ là những trao đổi, đổi qua đổi lại, đằng sau đó chỉ là một mặt cách thức, chứ nó không có giá trị thực sự lâu dài. Thế khi chúng ta là con Phật, chúng ta phải hiểu Phật pháp, hiểu Phật pháp như là cái gì đó đem áp dụng vào trong đời sống hàng ngày, chứ không phải chỉ có một chuyện một ngày một bữa. Khi được pháp đã tầm, khi được họ mà lúc Phật pháp thì nhớ Phật pháp, ra bên ngoài thì chúng ta quên đi. Khi thật thì chúng ta nên nhớ Phật pháp và nhớ rõ trong cuộc sống, ở trong sinh hoạt hàng ngày. Còn một điều nữa, chúng tôi cũng muốn nhắc quý Phật tử, nhưng ngày hôm nay thì là chúng tôi đọc rất là nhiều bản tin, thì quý vị do cái nỗ lực của các quốc gia nhằm mở cửa, được cứu vãn kinh tế và đưa cuộc sống trở lại bình thường. Nhưng mà điều này không có nghĩa là đại dịch Covid đã chấm dứt. Chúng tôi xin nhắc lại là chưa có một ai giáo đốc đại dịch Covid chấm dứt. Mặc dù hiện tại đã có những quốc gia mở cửa rộng cửa đón khách du lịch, mặc dù đã có những tiểu bang, phần lớn các tiểu bang Hoa Kỳ không có yêu cầu mang khẩu trang nữa. Nhưng mà hôm qua chúng tôi đọc được một bài báo của một vị giám đốc một bệnh viện ở tại Hoa Kỳ, thì vị này còn khuyên chúng ta như vậy là đừng có quá dễ dãi trong việc đó. Đi đến chỗ đông người, dù người ta có nhìn mình kỳ cục đi nữa, nhưng mà tốt hết là mang khẩu trang, mang đúng cách, tại vì bệnh dịch vẫn còn. Và một khi chúng ta vướng bị lây Covid rồi, thì mặc dù đã có thuốc chữa, bây giờ có thuốc chữa, nhưng mà những cái di chứng, những sự tàn phá do Covid để lại có chứ không phải không có. Và đừng nghĩ rằng nữ hoàng Elizabeth cũng bị Covid nè, thủ tướng Úc bị Covid nè, hay là người này kia nổi tiếng không bị Covid nè, rồi họ vẫn sống đó, thì không phải như vậy. Tại vì cái cơ địa của mỗi người mỗi khác. Chúng ta không thể nào mà nói rằng do người này bị người kia bị không chết thì chúng ta cũng không chết, không phải vậy, nó vẫn còn. Và người ta cũng khuyên chúng ta, một ở trong những cái điều mà tương đối là rất cần, là nếu đến chỗ đông người mà chỗ đó người ta không mang khẩu trang, người ta quá gần với nhau, thì càng tránh càng tốt. Dạ, càng tránh càng tốt. Chúng ta tốt cho mình, tốt cho người đó. Và bây giờ thì vẫn còn có cái trường hợp là lây lan mỗi người. Và chúng tôi xin đưa ra một con số trước khi kết thúc ngày hôm nay, là tổ chức The World Health Organization, tức là WHO, và cho chúng ta biết rằng ở trên thế giới đã có 8 triệu người chết vì Covid cho đến giờ phút này, và con số đó vẫn tiếp tục gia tăng, chứ không có nghĩa là hết rồi. Nên bệnh dịch cũng giống như phiền não, và phiền não giống như bệnh dịch, nhiều lúc nó vô hình, nhiều lúc nó giống như là không có gì, chúng ta không nhận ra nó, nhưng mà nó vẫn tiềm tàng đâu đó. Thì mong rằng tất cả chúng ta sẽ tiếp tục nhìn phiền não, nhìn Covid, nhất là phiền não,
nó là những chi phối, những tác hại làm cho chúng ta bị dao động và chúng ta không xem thường. Nhờ như vậy chúng ta được vững lòng, nhờ như vậy chúng ta bớt đi sự dao động, và nhờ như vậy chúng ta có thể tiếp tục giữ tâm trí của mình ở trong sự an tịnh, ở trong sự sáng suốt. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Học Buddha Dharma. Ngày mai thì quý vị chúng ta sẽ có giáo trình, sẽ có môn tương bộ như ngày hôm nay, và vị pháp sư của ngày mai là Thượng Tọa Pháp Đăng. Kính đại lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thú lành thai, con tu nữ Như Pháp thay mặt đại chúng trong đường thành kính đảnh lễ tri ân ngài Hòa Thượng Giác Đẳng đã từ bi biên soạn, diễn dịch và đúc kết bài học ngày hôm nay để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Dạ, cảm ơn.